Đúng rồi, vì supply ở đây là có một số cuộc gọi điện thoại. Mình lại dùng điện thoại mình like, thành công là có một số cuộc điện thoại nó cũng chỉ vì công việc thôi. Thế mình đã chuyển thoại điện thoại lại rồi. Rồi bạn Trường vừa nãy nếu mà bạn còn đây mình lên mình trao đổi tiếp cũng rất hay. Nhưng các bạn đừng nói là bây giờ ví dụ là những cái bạn trẻ đấy bạn ấy nói ý kiến, ví dụ có một số ý kiến ví dụ là nó thẳng nói thật thì cái chuyện nó ok thôi, đâu có gì đâu đúng không? Có nhiều khi là mình vâng em mời anh Thế Linh Hoàng lên trước, sau đó bạn Trường ở đây bạn chuẩn bị bạn lên nhé. Em chào chú Bằng, chào anh chị em. Vừa xong nó sau nó này sập xuống hết. Vâng, bây giờ em dùng điện thoại em like chỉ có mấy cái cuộc điện thoại anh hiểu không? Thành công điện thoại mà liên tục thì bị sập like nhỉ. Dạ. Cái cậu bạn trẻ lúc đấy cậu nói rất là hay và cậu ấy có đưa ra một cái câu hỏi rất là thú vị. Dạ. Phải nói như thế. Thực ra là cái việc mà thứ nhất là cái việc mà chú đã trao đổi nên cho anh em cộng đồng mạng biết về cái việc mà cái giàn khoan nó hút dầu ở Biển Đông ấy mà. Thì theo mình nghĩ thì mọi người phải hiểu rằng bây giờ nó hút ở nhà nó thì cái mẹ nó làm sao mà như thế, là mọi người đều hiểu rằng nó là cái quyền của họ. Thế nhưng mà họ cứ xuyên tạc là họ bảo đó là cái vùng biển của Việt Nam. Vùng biển nào của Việt Nam? Ở đây chúng ta phải nói rằng này, cái Biển Đông nằm là một cái vùng biển mà có rất nhiều nước như thế là đang tranh chấp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng thế còn cái vùng biển anh Hoàng Quốc? Vùng Biển Đông cũng có vùng thuộc về Việt Nam, thuộc về Trung Quốc, thuộc về Philippines và một số nước khác. Đúng rồi. Nhưng cái vùng mà ví dụ tranh chấp chẳng hạn thì ta mới phản đối. Anh công nhận không? Như Trung Quốc người ta có hút dầu, có làm gì ở vùng biển của người ta thì kệ người ta. Cái chuyện của người nó hút ra biển nhà nó thì mặc mẹ nó, mình quan tâm quái gì đến cái việc của chúng nó. Cái vấn đề là chúng ta phải, nếu như nó vào vùng biển của mình thì như là cái năm 2014 ấy, cái giàn khoan 981 nó mà nó vào cái vào đặc vùng đặc quyền kinh tế của ta thì ta phải chiến đấu đến cùng chứ. Nhưng đây như thế là nó hút ở bên vùng biển của nó thì kệ mẹ chúng nó chứ mình quan tâm cái gì. Nhưng cái bực ở đây là cái gì, cái đài RFA, RFI rồi VOA, một số các cái đài phản động ở nước ngoài chúng nó vu rêu rao lên, chúng nó bắt đầu là chúng nó vu cáo xuyên tạc ra là đấy là vùng biển của Việt Nam để cho gây cái nòng hận thù giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là chúng đánh lừa cái dư luận. Đấy, nó đánh lừa dư luận để như thế là cho mọi người cứ tưởng rằng đó là thật. Để mục đích âm mưu là gì? Mục đích âm mưu của chúng là nó xuyên tạc, nó quy chụp cho đảng ta, nhân dân ta là hèn với giặc, ác với dân. Đấy, là như thế là thấy chưa, chúng nó vào, chúng nó cướp của nhà mình mà không biết biết giữ. Đấy, chúng nó đang âm mưu như vậy. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thế còn này, mọi người biết như anh Bằng anh đã nói đấy, cái vùng biển Đông là một cái vùng của rất nhiều nước, có phải là của ta đâu, của ta hết cả đâu. Chúng ta phải hiểu một cái điều như thế. Thế còn bây giờ tôi nói đến cái việc thứ hai là cái việc mà cái cậu gì trẻ trẻ đấy, cậu vừa lên cậu nói chuyện đấy, cậu có một cái tính rất là trung trực và thẳng thắn, nhìn nhận đúng sự việc và đang theo dõi rất nhiều các cái vấn đề đang xảy ra hiện nay trên các cái cộng đồng mạng hiện nay. Ở đây chúng ta phải nói rằng không một cuộc đấu tranh nào là không có mâu thuẫn. Mâu thuẫn mà phải càng mâu thuẫn thì mới có một cái, mới đi được đến một cái đích chung. Đó là gì? Đó là mục đích chung của chúng ta là diệt Ba Que, đúng không? Để chống lại các luận điệu xuyên tạc của chúng ở nước ngoài hoặc là một số các cái dư luận viên ở trong nước. Vấn đề là chúng ta như thế này, một gia đình nhé, cũng 5 người 10 ý. Đấy,
tôi nói một lấy một ví dụ rất thực tế. Gia đình nào cũng có một cái hũ mắm thối, cũng có một thằng con ăn ngang bướng, cũng có một thằng như thế là nó không giống ai. Đấy, chúng ta phải hiểu rằng kẻ đấy là một gia đình rất nhỏ thôi, có vài người thôi. Nhưng tôi phải nói với mọi người rằng gia đình nào cũng thế thôi, nó có như một cái có một cái hũ mắm thối, mà chúng ta khéo đậy thì nó sẽ không thối, mà chúng ta mà không khéo đậy thì nó thối in lên, có thế thôi. Gia đình nào cũng thế, không phải là cứ gì là đến một đất nước 90 triệu dân, nó đến một cái cả một cái thế giới cộng đồng này, nó hàng tỷ người dân, hàng tỷ ý kiến khác nhau. Và nói một cái góc độ nhỏ hơn, đó là tất cả các nước trên thế giới, mỗi nước có một đường đi, một cái ý định chính trị khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề, cái vấn đề là cái gia đình đó có nhiều mắm thối hay không. Tôi nói với các bạn như thế, có nhiều vấn đề như thế. Cái đó là cái tài lãnh đạo của bậc cha mẹ, đúng không? Thế bây giờ nói ra cộng đồng như thế này, ta nói ra cộng đồng thì chúng ta phải hiểu rằng cậu ấy nói rất là đúng. Bởi vì gần đây có rất nhiều những cái luồng tư tưởng và những cái bài phản biện và những có những cái mâu thuẫn nó đã dấy lên, không cử từ một ai. Tôi cho rằng đó là một cái xảy ra mâu thuẫn rất là bình thường. Nhưng chúng ta phải có một quan điểm này: chúng ta bất đồng nhưng không bao giờ bất hòa. Nhân dân Việt Nam có thể cãi nhau đấy, nhưng nếu thử như thế là có ngoài giặc ngoài xâm mà xem, chúng ta lại bắt tay nhau đánh đến cùng thì thôi. Đó là lòng yêu nước của dân tộc, đó là tinh thần dân tộc. Anh Linh và tất cả các bạn, đã có một lần thằng AQ nó nói rằng là ở bên cái nhà thằng Hùng Lân, nó bảo hiện nay có các nhóm ở trong nước đang đánh nhau lộn thùng bậy lên, chúng mình chỉ ngồi ngoài chúng mình cười thôi, đúng không? Cứ để cho nó đánh nhau, chúng nó toi hết đi, để chúng mình ở ngoài là chúng mình vỗ tay. Nhưng tôi có lên diễn đàn, tôi nói thẳng vào mặt nó là như này: anh em ở, như anh Linh đã nói, tức là mình chỉ có một mâu thuẫn nhỏ thôi, thấy chưa? Không, nhưng mà chúng ta, những anh em đều có chung một mục đích là lên trên này phản biện lại Bác Hoè. Đấy, và nói chung là chúng ta đều bảo vệ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tôi thách các bạn, thấy chưa? Ở trên mạng xã hội này, các bạn bảo các bạn yêu nước, các bạn dám phản đối cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy. Chúng mình đều có chung một ý tưởng đó. Khi đất nước mà bị ngoại xâm hoặc bọn chúng tổ chức biểu tình, thì tất cả các nhóm anh em đó, dù có đang cãi nhau hoặc dù đang có bất hòa nọ kia, đều đứng lên, đúng không, để phản đối vào mặt những cái bọn mà Ba Que đó. Anh Linh công nhận điều đó với đúng em rồi. Vâng. Chứ còn cái, bây giờ chúng nó thử đi em, thử vào xem đất nước Việt Nam không, thì toàn thể những nhân dân Việt Nam sẽ đứng lên đập vào mặt chúng nó như cha ông mình đã làm từ ngày xưa đối với bọn xâm lược, hoặc là đối với bọn mà dám phá hoại cái nền hòa bình, nền hạnh phúc của anh em chúng mình và của đất nước Việt Nam. Rồi xin mời anh. Bây giờ chúng ta phải biết rằng là trong các cái mâu thuẫn không có một cái nào nó giống cái nào cả. Bởi vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một cái trình độ hiểu biết khác nhau. Chúng ta lên tôn trọng những cái ý kiến đó. Thế còn những cái mâu thuẫn chắc chắn là nó sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi. Bản thân chúng ta là những con người, chúng ta không phải thánh tướng, chúng ta không phải dư luận viên, cũng không phải là như thế là được đào tạo về chính trị xã hội để lên đây uyên bác, để lên đây làm những cái chuyện mà như thế là có định hướng các thứ trên đời là không có. Mà chúng ta đây là hoàn toàn tự phát và hoàn toàn nói theo cảm nhận của mình. Đấy. Và cái tình cảm của mình, cái như thế là với lại cái tình yêu quê hương đất nước mà chúng ta đang được hưởng, đang được như thế là sống trong cái thời đại hiện nay. Như vậy là chúng ta muốn nói một cái gì đó ở trên cộng đồng mạng này không thể cầu toàn, có nghĩa rằng là chúng ta đúng hoàn toàn được, mà cũng có những cái là sai. Cho nên cái nhận biết mà chúng ta biết được ấy, là ở đây chúng ta, tôi rất là đồng tình với cái ý kiến của cái cậu trẻ vừa rồi đấy. Cậu ấy nói đó là gì? Khi theo dõi một cái diễn đàn, tất cả những người comment ở bên dưới, nếu chỉ cần một cái ý kiến hơi khác một tí này, là tất cả
cả như thế là hùa vào nhà, là bắt đầu là chiến đấu, là chửi, là đủ kiểu trên đời, là giết móc, là các kiểu. Nhưng mà họ không cần biết cái câu đó đúng hay sai, hay tư tưởng của họ là họ đang nói ý kiến gì, trừ những cái bọn ba que thì tôi không nói nhá. Vậy thì đây là theo một cái phản ứng đấy, theo một cái phản ứng tự nhiên mà như thế là nó theo cái kiểu như bầy đàn. Đó là một cái dở nhất ở các cái diễn đàn mà hầu hết đều mắc phải đấy, chứ không phải là không đấy. Cái vấn đề là chúng ta phải tìm ra xem là cái nguyên nhân, cái mà họ lên trên này và họ nhằm mục đích gì, họ còn vào đây dùng mục đích là kích động hay họ còn theo tư tưởng của họ, thì chúng ta lại không có thời gian để ngồi để ngẫm nghĩ xem câu nói của họ ra làm sao, mà lập tức là lập tức là biết rồi. Thế vậy thì tôi mới nói mọi người là chúng ta còn thì cũng phải hết sức là phải có cái suy nghĩ để chúng ta làm thế nào để có mang một cái tính chất xây dựng đấy. Ở đây chúng ta nên hạn chế rất nhiều cái việc là chửi nhau đấy, chửi nhau. Mặc dù tôi cũng là người đã vi phạm vào cái việc đó, bởi vì nắm lúc đó cũng thức qua thì cũng có thể như thế này thế khác. Nhưng tôi nói là nếu như người Việt Nam chúng ta sống và làm việc ở trên đất nước Việt Nam, cũng như bà con biểu kiều bào hải ngoại, nếu động đến lòng tự tôn dân tộc, họ đều có thể là đứng ra, họ phản bác, họ đấu tranh đến cùng, và nhất là những người sống ở trong nước. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên là những mâu thuẫn đó, tôi kết luận rằng nó chỉ là mâu thuẫn nhỏ, và chúng ta có thể là giải quyết dần dần, là chúng ta sẽ đi đến một cái thống nhất được với nhau. Thế còn những cái mà nó còn khúc mắc, nó còn những cái việc này việc khác, thì chúng ta sẽ cùng nhau để giải quyết được những cái việc đó bằng cách là chúng ta hãy mở lòng mình, hãy giảm bớt cái tôi của mình xuống, và chúng ta chắc chắn là sẽ thành công trong cái việc đó. Chúng ta đừng tự ái và cũng đừng như thế là tự cao quá, thì chúng ta sẽ thành công, có thế thôi. Thế bây giờ tôi chuyển sang cái vấn đề thứ hai là vấn đề xã hội. Anh nói như thế thì anh cho em nói với anh, với tất cả các bạn. Cứ nói. Bây giờ ví dụ ngay ở trên cái trên chính phủ mình, ở trên quốc hội mình, anh thấy không? Hiện nay các đại biểu quốc hội đang họp ở ngoài Hà Nội, thì anh thấy trong các diễn đàn của quốc hội hiện nay thì cũng có rất nhiều những ý kiến trái chiều. Mà ví dụ như là những người dân mình nghe thấy những ý kiến trái chiều của các đại biểu đó thì thành ra bức xúc và phản đối. Nhưng mà tôi nói cho tất cả các bạn, trong vấn đề xã hội thì phải có sự phản biện, đúng không? Cuối cùng mình mới rút ra được những cái kinh nghiệm để mình phát triển đất nước cho nó tốt hơn. Em nói anh ví dụ như này, vừa rồi có một cái ý kiến từ Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đề ra là nghỉ, ta sẽ nghỉ thêm được một ngày nữa là ngày 27 tháng 7, đó là ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ. Nhưng có một cái đại biểu quốc hội, em không tiện nêu tên ở đây, thì nói là hiện nay là cái ngày kỷ niệm ngày 27 tháng 7 là ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, đúng không, là những người chiến sĩ của mình đã hy sinh trong cái cuộc những cuộc kháng chiến thì mình phải tôn vinh. Nhưng ví dụ như mình kỷ niệm những ngày đó thì nó lại động chạm đến những cái người mà ví dụ lính Việt Nam Cộng Hòa, hiện nay vẫn còn nhiều gia đình nữa hiện nay đang sống ở trên đất nước Việt Nam, thì người ta cảm thấy người ta cô đơn, người ta thế này khác, mà đất nước mình đã hòa bình, đã thống nhất được 44 năm nay rồi. Thì tôi nói với cho tất cả các bạn, đấy là cũng là một ý kiến phản biện lại, để cho mình đưa ra được một cái, đúng không? Chính phủ mình đưa ra được một cái nó hay nhất. Nhưng mà tôi thấy một số người, người ta lên, người ta chỉ xiết những cái đại biểu quốc hội đó, đúng không? Thì tôi nghĩ đó là không hay. Hiện nay cái xã hội mình nó cũng tiến bộ rồi, cũng có những ý kiến nó phản biện, nhưng mà theo cái tinh thần xây dựng. Các bạn phải hiểu rằng trên tinh thần xây dựng để đất nước mình càng ngày càng hoàn thiện hơn đấy, để mà coi như là con người Việt Nam càng ngày càng hoàn thiện hơn, đúng không? Để cho xã hội Việt Nam càng ngày càng phát triển hơn và nó minh bạch hơn, thì nói chung mình phải là những người dân mình tôn trọng, anh ạ, mình tôn trọng những ý kiến phản biện đó. Nhưng cái vấn đề ở đây có là một cái ý kiến này rất hay này. Vâng.
Có ý kiến này rất hay, là cái anh Cao Trinh vừa rồi anh vừa nói đấy. À, cái từ hiệu ứng đám đông là đúng, tôi công nhận như vậy. Và cũng tôi dùng cái từ bầy đàn là nó hơi lặng lẽ quá. Tôi xin lỗi tất cả mọi người về cái câu nói đấy, tôi xin rút lại. Và như thế là dùng cái từ hiệu ứng đám đông là rất tốt. Cảm ơn anh Cao Trinh đã nhắc nhở. Chúng ta lên đây, thực ra là chúng ta trao đổi và nói chuyện với nhau, nhiều lúc có những cái câu nó chưa được đúng. Vì đấy, thực tế nhưng chúng ta phải nhận biết được ra cái đúng và cái sai. Là những nhưng chúng ta không tự tự kiêu tự đại mà cho rằng cái gì mình cũng đúng, cái gì mình cũng là bố thiên hạ thì không có đâu. Đấy, cho vậy mà chúng ta phải lên hiểu rằng là cái gì đúng là mình phải chấp nhận. Đấy, mà mình phải cầu toàn. Đấy. Chứ còn thì bây giờ những cái sự việc mà xảy ra tranh cãi nhau, ngay kể cả họp quốc hội anh vừa nói đấy, cãi nhau như mổ bò, phải nói rằng là họ phân tích đủ các kiểu để đưa ra một cái vấn đề về một cái hiện trạng trong xã hội, những cái tình hình bức bối trong xã hội đều được nêu ra trong quốc hội và đều được mổ xẻ rất là sâu sắc đấy. Và để đi đến một cái nhà nước sẽ đi đến một cái kết luận đấy, cho chính xác và cái hướng giải quyết nó ra làm sao đấy. Và tất cả các hiện tượng ở trên xã hội hiện nay đều được như thế được quốc hội đưa ra để cùng nhau bàn bạc và các cái ý kiến như vậy. Thì tôi hỏi rằng là tất cả mọi người ở đây chúng ta phải biết rằng là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta rất cầu toàn, rất cầu thị, và chúng ta đang lắng nghe tất cả ý kiến của nhân dân và như thế là đang muốn hòa hợp với tất cả các nước trên thế giới để chúng ta làm sao hòa hợp dân tộc, hòa hợp với các nước trên thế giới để cùng nhau phát triển một nền kinh tế thật là vững mạnh. Đấy. Tôi xin lỗi, ở tôi đang nói thì bị mất điện. Nhưng mà anh nói vẫn tốt, kể anh. Thế thì cái mà chúng ta nói ở đây trên các cái diễn đàn, nếu như không có sự đoàn kết, chúng ta sẽ chỉ vì một cái ý kiến kích động của một bọn nó không thích đất nước Việt Nam, nó không thích Đảng Cộng sản, nó cái bọn chống cộng nước ngoài, nó dùng nick giả nó vào, nó kích mọi người lên, mọi người cứ tưởng là em xin lỗi, Linh có Mai Đình Trường vừa vào rồi, thì Mai Đình Trường muốn lên ấy, muốn lên thì cháu cứ ok thì chú sẽ mời cháu lên. Cháu cũng cái cậu vừa lúc lấy đi gì rồi. Mời cậu ấy lên, cậu ấy phân tích rất là tốt, và rồi. Cái thứ hai, ý kiến cậu ấy đưa ra tớ cho rằng là rất thú vị. Và chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ nó ra chúng để đi đến một cái kết luận, cũng giống như là quốc hội ấy. Tất cả những cái việc nào mà chúng ta có thể làm được là chúng ta sẽ đưa lên ra để bàn bạc một cách rất là cởi mở đấy, và có tính chất quần chúng rất hay. Mời người ta lên đi, tôi xin phép xuống chào tất cả mọi người nhé. Anh cứ nói chuyện đi, vì là bạn Trường với bạn đang bận cái gì đấy, bạn ok cái này là em xảy anh xuống, anh cứ nói chuyện đi. À thế à, ok. Cho nên là bây giờ chúng ta phải biết rằng là tôi lo nói sang cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề xã hội. Thế bây giờ vừa rồi như thế là các anh đang nói về cái vấn đề là y tế ở Việt Nam. Thế bây giờ này nhà nước cũng đã tháo gỡ và đã làm rất là nhiều. Cái thứ nhất là về bệnh viện thì tất cả các bệnh viện ngoài Bắc đều có hệ thứ hai, tức là ví dụ bệnh viện 108 cũng xây dựng một bệnh viện mới to hơn gấp nhiều lần, hiện đại hơn rất nhiều ở Phủ Lý. Ví dụ như thế, hay bệnh viện Bạch Mai cũng xây dựng ở Phủ Lý rất là to và hiện đại. Và một số các cái bệnh viện khác rất là lớn, hàng chục bệnh viện ra đời. Hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục bệnh viện lớn ra đời để làm sao để đáp ứng được cái mà khám nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng đông. Đó là cái điều là chủ trương của Đảng, nhà nước ta đã bỏ ra hàng trăm nghìn tỷ đồng để xây dựng các cái cơ sở vật chất xã hội cho y tế và đảm bảo cái an sinh xã hội đó. Thì nhà nước cũng đã làm được một cái việc nữa, đó là gì? Tất cả những người nghèo ở những cái hộ nghèo, là những hộ ở miền núi, vùng sâu vùng xa, là nhà nước còn miễn bảo hiểm y tế. Và như thế này được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Đấy. Điều đó là một cái điều là, đó là cái gì? Đó là cái tính nhân văn, cái mà nhà nước ta
đang nằm cho dân. Tại sao mọi người không nhìn ra vấn đề đó? Đành rằng là ở mỗi một xã hội, nhất là Việt Nam chúng ta không phủ nhận rằng là bây giờ đang quá tải rất nhiều. Người đi chữa bệnh không đủ giường để làm. Đấy. Và như thế này, phải làm vạ làm vật. Tôi công nhận điều đó có. Không phải, chúng ta không phủ nhận điều đấy. Nhưng Đảng và Nhà nước ta cũng đang hết sức là cố gắng làm mọi nơi. Ở đây chúng ta phải nói như này, còn có một cái vấn đề nữa mà chúng ta phải nghiên cứu sâu xa về vấn đề đó. Chúng ta phải biết rằng tất cả những người đi khám chữa bệnh đều muốn lên cái bệnh viện trung ương, lên cái bệnh viện tốt cơ, đấy, để khám cơ. Thế còn các cái bệnh viện tỉnh và các cái bệnh viện nằm ở địa phương thì cho rằng đó là cái bệnh viện nó không tốt, cho nên là không muốn đi. Cho nên tất cả cứ ùn về như thế nào thành phố, ùn về các cái bệnh viện lớn, cho nên mới xảy ra cái việc tức là không có giường nằm. Đấy. Thế thì bây giờ cái biện pháp của nhà nước ta là gì? Là cố gắng là các cái bệnh nhân được khám phải đi được đúng tuyến, phải lên được tỉnh, và nhà nước điều các y bác sĩ giỏi để về các tỉnh để cùng nhau kết hợp chữa bệnh ở các tỉnh để giảm bớt cái ùn tắc ở các cái thành phố lớn. Đó là một cái biện pháp mà chúng ta đang dần dần tháo gỡ. Đấy, chúng ta phải hiểu như thế. Thế còn bây giờ cái gì cũng chúng ta cũng đổ cho rằng là đấy là cả là nhà nước như thế là không chịu lo cho dân, để cho dân phải nằm vạ làm vật. Đấy là tôi không đồng ý. Ok cháu, hôm nay chú ưu tiên cho những người bạn trẻ. Đúng rồi, ok. Rồi, để tôi đây. Xuống để mời bạn Trường lên. Em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, chú mời Mai Đình Trường. Nói chung là các chú lớn tuổi rất cần những tiếng nói của những người trẻ như cháu. Đang thêm cháu nữa. Rồi, đang kết nối Trường này. Alo, rồi, chào chú Bằng Nguyễn nha. Rồi, xin chào cháu. Thì nãy cháu lên cháu chỉ là thử một, không phải là gọi là thử thì nó hơi kỳ quá, nhưng mà kiểu sẽ cho một chút cái ý kiến trung lập. Các bạn thấy không, là sẽ có rất nhiều người, ví dụ như chị Phương Lan này, chị Phương Lan nói là thằng Tân Thái nó xuyên tạc về Việt Nam, nó xúi giục người dân Việt Nam biểu tình, mục đích của nó là gì? Nó không phải đấu tranh sai trái gì cả. Nên việc bảo thằng Tân Thái đi so sánh Việt Nam với Mỹ là đúng, là rất là xàm rồi. Đó là Trích Nguyên Văn câu comment nha. Các bạn thấy chưa? Chúng ta phải nhìn nhận rộng hơn một tí và nghe khách quan hơn một tí để biết tất cả tần tật những vấn đề. Đó là cái ý mà mình muốn chia sẻ. Mình biết là sẽ có rất nhiều chính những người như chú Bằng ở đây, chính những người như Lưu Ly hay là bất kỳ ai hoạt động như thế này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những kết luận của các bạn. Tôi biết là không phải ai cũng có trách nhiệm đi tìm, bỏ thời gian đi tìm hiểu rất nhiều. Họ chỉ cần nhìn thấy và họ cũng quyền nhìn nhận chứ. Nhưng các bạn đang trong thời kỳ chúng ta là phải đấu tranh. Vì các bạn ngồi xem livestream đấu tranh mà. Các bạn buộc phải có những cái đầu như thế. Các bạn phải nhìn nhận đầy đủ một chút xíu. Hãy thật từ từ rồi kết luận nha. Hãy thật từ từ và kết luận. Đúng không? Rồi mình sẽ nói về vấn đề của mấy chú đang chia sẻ. Thì tất nhiên là một bài hát nó phải có nút thăng và nút trầm. Ở đây, ở trong diễn đàn này có chú Bằng đã nói về tất cả những điều đó rồi, thì mình sẽ nói cho các bạn thấy được là thực trạng nó sẽ như thế, chúng ta cần phải sửa đổi. Tất nhiên nền kinh tế 230 triệu đô, nền kinh tế 230 triệu đô với 10 năm phát triển, với 10 năm có chúng ta có quyền chơi sòng phẳng, nó sẽ còn rất nhiều tồn động với gần 100 triệu dân. Nhưng chúng ta là những người dám nhìn nhận thì nó mới thay đổi được. Các bạn có thể nói, đây các bạn thấy không, những năm gần đây chúng ta phải chấp nhận là trong nền giáo dục của chúng ta đang có vấn đề cần phải cải thiện, và chúng ta là những người cần phải nhìn nhận vấn đề đó một cách thực sự. Chúng ta ngoài đấu tranh thì chúng ta cũng phải đóng góp. Bởi vì sao tôi lại nói với những người như các bạn là những người cần phải đóng góp? Là chúng ta phải đóng góp, phải xây dựng đất nước thì chúng ta mới đấu tranh chứ. Chúng ta mới, đất nước chúng ta phát triển, chúng ta mới có cơ sở để đấu tranh chứ. Đúng không? Không biết là chú Bằng có còn nghe livestream của con không ạ? Có, vẫn còn chứ. Alo. Dạ. Rồi. Chú nghe rất rõ. Đấy. Chúng ta phải đóng góp, chúng ta phải xây dựng thì chúng ta mới có cơ sở để đấu tranh.
Đấy, xin lỗi các bạn nha, 200, 230 tỷ đô, xấp xỉ 230 tỷ đô và xấp xỉ 100 triệu dân, xin lỗi các bạn nha. Đấy. Vừa rồi tôi theo dõi nha, tôi luôn luôn ủng hộ tất cả các bạn và tôi có những biện pháp và có những biện pháp cống hiến riêng và những lối đi riêng cho tất cả những bạn. Tôi hỗ trợ tất cả những bạn tham gia các hoạt động này rất nhiều bằng cách của tôi. Thậm chí là bằng, nói chung là tôi sẽ nói cam đoan với các bạn là tôi sẽ hỗ trợ đi đằng sau, hỗ trợ ủi mông các bạn rất nhiều, hỗ trợ các bạn rất nhiều trong tất cả những công cuộc trên mạng xã hội này, bởi vì tôi có thời gian để tham khảo mạng xã hội và hoạt động, đúng không? Chứ không phải mãi vuốt ve được. Tôi nói các bạn, vuốt ve nó không, quan điểm cá nhân nha, quan điểm cá nhân không đả kích bất kỳ ai nha, vuốt ve một vuốt, tôi khẳng định luôn câu này nó hơi xúc phạm, nhưng mà vuốt ve không làm cho đứa trẻ thật sự lớn và thông minh, đúng không ạ? Nếu chúng ta chỉ vuốt ve, tất nhiên vuốt ve là nó sẽ có mặt tích cực, nhưng mà nếu chỉ vuốt ve không thì đứa trẻ nó sẽ không lớn được một cách giỏi giang và cứng rắn được. Còn tất nhiên là với quan điểm của tôi thì chú Bằng đã như thế rồi, thì tôi với vai trò là lên để sẽ có nốt trầm, chú Bằng sẽ là nốt thăng, để cho bài hát này nó mãi mãi trường tồn thôi, nó sẽ hay hơn. Đó là quan điểm cá nhân về vấn đề mà các bạn đang nhìn nhận. Xin mời chú Bằng ạ. Thì bây giờ là cái chuyện mà vừa nãy có một cái bạn 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 bảo là, tức là tôi đã từng nói rồi, tức là so sánh Việt Nam và nước Mỹ, thì nói chung là bây giờ ví dụ mình so sánh với Việt Nam và nước Mỹ cũng đã là một cái điểm tự hào của đất nước Việt Nam, đúng không? Chứ ngày xưa các bạn làm sao với, ví dụ như Việt Nam mà so sánh với nước Nga này đã cảm thấy có một cái gì nó quá xa vời rồi, nhưng bây giờ các bạn đã bảo so sánh cái mặt này với Mỹ, mặt kia với Mỹ, mặt nọ với Mỹ đấy, thì như thế là tôi thấy cảm thấy là đất nước Việt Nam đã phát triển và đã tự hào đó. Chứ còn bây giờ tôi đã từng nói với tất cả các bạn, nước Mỹ là một đất nước phát triển hơn 220 năm, Việt Nam mới phát triển được hơn 20 năm thôi, nhưng mà Việt Nam mình đã như thế này rồi thì đó cũng là cái niềm tự hào của những người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam. Chứ còn bây giờ như bạn Trường bạn nói, tức là đất nước nào cũng có những nút thăng và những nút trầm, mà ở Việt Nam mình là đất nước mới phát triển thôi, đúng không? Thì nhiều khi cái nút trầm nó cũng nhiều hơn là cái nút thăng đấy. Nhưng cái vấn đề là mình, đất nước mình, chính phủ mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn nhận ra được những nốt trầm đó và đang càng làm cho những nốt trầm đó càng ngày càng ít đi, mà hết sạch những nốt trầm đó thì là không bao giờ hết được, kể cả bên Mỹ cũng không bao giờ hết được. Tôi nói với tất cả các bạn như thế. Rồi, ok, xin mời cháu. Rồi thì để dẫn chứng cho các bạn vui vẻ thêm, để cho các bạn thêm thấy chút xíu nữa, không, dữ liệu của World Bank nha, dữ liệu của World Bank, theo cái điểm mà Rồi, tôi ngân thấy thích nhất ngân nó hàng thế giới. là cái điểm thích nhất là 7.1. Những năm gần đây thì 7.1 đây là con số ở năm 2018, đây là điểm thích nhất, đúng không ạ? GDP, Đúng không? tốc độ phát triển Đúng rồi, thật sự, đúng rồi, bảy bảy không thật tám sự trường theo, đúng rồi, trường theo thuyết tương đối, đúng đúng rồi các bạn, đúng rồi. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm, đúng rồi, mình con quan điểm của mình rõ ràng lắm các bạn, mình là theo thuyết, mình không phải nói tương đối thì nó cũng cũng không đúng, nhưng mà ý của mình là cái cách cầu toàn của mình nó đi về mình phần sẽ nhiều hơn, mình muốn là chúng ta đi song song nhiều hơn. Tất nhiên đôi khi nó sẽ là không phù hợp là đúng rồi, diễn đàn này là diễn đàn thiên về chính trị, củng cố tình hình trong đất nước, chống luận điệu xuyên tạc, mình vào đây mình quăng nhiều nốt trầm quá nó cũng hợp lý, nhưng mà mình được mời lên đây là mình có quyền chia sẻ, đúng mình không? chú Bằng đã để cho mình chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình. Quan điểm của mình là chúng ta phải nhìn nhận cả nốt trầm và nốt thăng, tất nhiên mình không bao giờ mình chỉ căng căng mình nói được, tất nhiên với 10 năm được chơi sòng phẳng chúng ta có 7.1 GDP cho phát triển 5 năm gần đây đều đặn thì tất nhiên điều đó là điều hiển nhiên rồi. Các bạn cũng không nên thật sự quá, các bạn là nếu như thật sự muốn comment nha, các bạn muốn thật sự muốn comment, ví dụ như các bạn theo dõi Tân Thái và Benny chơi rất lâu rồi và các bạn thấy họ on stream và tiếp tục những luận điệu đó, thì các bạn chỉ cần thấy họ, bạn có thể kết luận họ như thế này, họ như thế kia. Nhưng với một người như tôi khẳng định các bạn luôn, những người comment vừa rồi là những người lần đầu tiên nghe tôi nói. Đó là một hiện tượng làm tôi rất là buồn, nên tôi mới lên on stream để tôi nói với các bạn là chúng ta phải chỉ nói ngắn gọn trong vài chục người thôi nha, chúng ta phải phải đánh giá họ một cách tổng thể hơn vì cả một cái lợi ích to lớn khác nữa, chứ không phải một vài cái câu nói chiều hướng làm chúng ta không vui, làm cái câu nói không vuốt ve chúng ta nữa thì chúng ta kết luận ngay một theo một cái chiều hướng tiêu cực. Tôi muốn các bạn làm bất cứ một việc gì đó với một điều gì đó năng lượng tích Thôi cực bây nhiều giờ hơn. mình Trường mình không nói về vấn đề ấy nhiều quá. Bạn cứ trình bày quan điểm của bạn đi, ví dụ có vấn đề gì chẳng hạn thì mình sẽ trao Tôi đổi ở cùng vậy bạn. vậy thì em con sẽ chuẩn bị một vấn đề cực kỳ hay luôn.
cháu sẽ trình bày một vấn đề cực kỳ hay với chú Bằng luôn. Cái này là quan điểm của cháu nhá. Okay. Cái này là quan điểm của cháu. Các bạn thấy là tôi sẽ thì bây giờ chú nói với cháu này, chú đã đây. Từng mời coi như là bọn ba quen lên đây chú phản biện, không có vấn đề gì cả. Cháu cứ nói những cái gì ví dụ đúng rồi, ok mọi người. Tài khoản của tôi trên Vietnam Express này các bạn thấy không? Các bạn thấy người ta comment không? 159 người thích cái lượt comment của tôi và rất nhiều người trả lời cái lượt comment của tôi về cái bài gì ạ? Đó là về Huawei. Về Huawei. Đấy. Tôi thấy hiện tại rất nhiều người thích thú khi mà Huawei được bị Mỹ áp các lệnh trừng phạt nha. Áp các lệnh trừng phạt nha. Nhưng mà cháu lại thấy là cảm giác là họ đôi khi họ về chính trị nên họ thiên về Huawei nhiều quá. Họ thiên về chính trị, họ thiên về Huawei, họ thiên về Mỹ nhiều quá nên đôi khi họ họ đánh mất đi cái sự công bằng chăng? Có lẽ như vậy không? Nếu như bỏ qua chính trị đi, chúng ta thấy rằng Huawei vẫn chơi đẹp chán so với tất cả các nước khác đúng không? Ok. Đúng không ạ? Đối với cháu là Huawei vẫn còn chơi sòng phẳng so với Mỹ, chán. Cháu nói thật sự đến giai đoạn hiện tại so với tất cả những gì mà Mỹ đã làm. Đấy, các bạn thấy, các bạn comment cho mình với chú Bằng cùng coi thì có phải là thật sự trong lòng các bạn là thấy là khi mà bạn rất thích thú, có phải là khi mà Trump là tung đòn vào Trung Quốc, nhất là cái tập đoàn công nghệ của Huawei không? Không, nói không, chung là đúng theo mình cảm này, nhận. Cháu cảm nhận thế thôi, nhưng mà chú thấy thì ví dụ những người có hiểu biết từ Huawei vừa rồi có một cái ứng xử rất là hay. Ví dụ như cái tập đoàn Huawei phát triển hệ thống 5G, Mỹ chưa có, phát triển cái đường dây cáp quang điện ấy. Thì nói chung hiện nay Huawei rất phát triển đấy mà Mỹ không thể làm gì được, đúng không? Cho nên là trong cái khó khăn sẽ là cái sự phát triển và cái thử thách đối với Huawei. Đấy, tôi nói với bạn thế. Thế các bạn đừng vui mừng là Mỹ cái áp thế này thế khác thì Huawei người ta sẽ sập, không có đâu. Rồi, ok, xin chào bạn. À, đây là cho các bạn muốn xem nha. Ví dụ một bài viết như thế này của Vietnam Express này. Microsoft rút giấy phép sử dụng Windows của Huawei. Các bạn thấy không, ở dưới họ comment hàng ngàn like. Các bạn thấy không, hàng ngàn like. Đây, các bạn thấy không, hàng ngàn like không? Cái comment của người ta tới 2.500 like. Hầu như tất cả những comment đều là để xem Huawei còn gáy được bao lâu nữa, dựa vào công nghệ của Mỹ để phát triển mà mới lớn xíu lại muốn quay lại lật đổ người ta thì sao? Khi mình đặt lại câu trả lời là muốn lật đổ khi nào thì không có ai mà trả lời được. Đều, hầu như đều chỉ trích mình, giống như là cứ nghĩ mình là theo cái chế độ ba sọc đó các bạn biết không, theo cái chế độ ba sọc đấy. Thật sự mình chỉ đặt câu hỏi là các bạn có thể cho mình biết là muốn lật đổ khi nào vậy thôi. Còn đối với góc nhìn của mình thì tất nhiên Trung Quốc cũng không chơi đẹp, nhưng mà Mỹ cũng chưa bao giờ chơi đẹp cả các bạn. Thật sự đối với mình, Mỹ chưa bao giờ chơi đẹp. Ở trong một bài viết của mình cũng khoảng có 500 like, trong một bài viết của mình cũng khoảng 500 đến 1.000 like thì mình phân tích luôn Mỹ chưa bao giờ chơi đẹp. Các bạn thấy không, với vấn đề hiện tại, nếu mà về mình chỉ nói khía cạnh kinh tế không nha, mình chỉ nói khía cạnh kinh tế thôi nha, Mỹ đã bao giờ chơi đẹp chưa các bạn biết không? Ở một nước của người ta với tất cả các trình độ, với tất cả các trình độ như thế, Mỹ áp đặt cái lệnh đó vào là khi các bạn muốn xuất xe, một ví dụ nho nhỏ đấy nha, khi các bạn muốn xuất xe hơi vào Mỹ, lương tối thiểu của người lao động ở cái quốc gia đó phải trên 16 đô la, đó là tối thiểu nha. Thật sự Mỹ muốn nói là Mỹ muốn vịn vào cái việc là các bạn phải bảo vệ nhân quyền của một con người này với mức lương tương xứng. Nhưng mà thật ra là sai rồi các bạn. Mỹ muốn cho cái sản phẩm của các bạn phải tăng giá, bởi vì các bạn đã tăng giá trong nhân công rồi, các bạn phải tăng giá để vào Mỹ họ không bị phá giá. Đúng không các bạn? Để vào Mỹ không bị phá giá, bởi vì các sản phẩm hiện tại thượng hạng của Mỹ chỉ tập trung sản xuất các thượng hạng thôi. Cái phân khúc ở dưới Mỹ không thể nào bao cấp hết được. Nói chuyện này nó rất là dài, đó là một ví dụ nho nhỏ thôi nha. Đó là một ví dụ kinh tế nhỏ nhỏ thôi. Còn về Huawei thì các bạn thấy không? Huawei thì thật sự nói chung chơi cân sức với Mỹ ở giai đoạn hiện tại là không bao giờ. Chơi cân sức với Mỹ ở giai đoạn hiện tại là không bao giờ, cũng Huawei cũng không. Có vài thứ. Một là phần cứng, hai là phần mềm. Mỹ làm chủ phần cứng lẫn cả. Mỹ làm chủ phần cứng, không phải làm chủ hoàn toàn phần cứng, nhưng chip là linh hồn của phần cứng. Các bạn hiểu không? Phần mềm, các bạn có để ý không? Phần mềm là linh hồn để điều khiển phần cứng. Mỹ hầu hết làm chủ. Vậy nên họ muốn đánh vào Huawei khi Huawei chưa có tiềm năng phát triển, chưa thật sự là phát triển nha các bạn. Chưa thật sự để lật đổ được Mỹ đâu. Đấy.
và đánh Huawei. Đánh Huawei không phải là vì Huawei, không phải là vì Huawei ảnh hưởng đến an ninh của Mỹ. Chưa có một bằng chứng nào cụ thể nha, theo mình tham khảo nha, mình tham khảo là chưa có một bằng chứng cụ thể, và Mỹ cũng kết luận là chưa đưa ra bất kỳ một bằng chứng cụ thể nào chứng minh là Huawei hoạt động gián điệp. Sẽ có một vài bài báo vệ tinh nha, bài báo vệ tinh lá cài bảo là trong một số thiết bị, nó gần là trong một số thiết bị của Mỹ, trong một số thiết bị xuất nguồn từ Trung Quốc có gửi thông tin của người sử dụng về nước Trung Quốc. Tôi nói với tất cả các bạn cùng nghe này, các bạn tham khảo nhiều về Big Data đi, các bạn sẽ thấy được rằng khi các bạn sử dụng một iPhone, tất cả các dữ liệu của bạn sử dụng iCloud nó sẽ về đâu? Nó sẽ về đâu ạ? Nó sẽ về trạm lưu trữ của Apple. Apple đặt trạm lưu trữ ở đâu thì nó sẽ về đó để truy xuất và phản hồi tất cả những thông tin của các bạn. Đó là những lý do mà tôi có thể biết được rằng, tôi có thể kết luận được rằng đối với tôi, Mỹ chưa bao giờ chơi đẹp. Tất nhiên vì lý do đó tôi có cảm tình một chút với Huawei. Vì sao nó có cảm tình với Huawei? Vì họ là những người đông, những người châu Á, họ là những người châu Á đi lên theo sau, đi lên theo sau với công nghệ của họ. Tất nhiên ở về khía cạnh chính trị thì tôi sẽ không ủng hộ Trung Quốc rồi. Nhưng mà tôi có cảm tình với Huawei. Xin mời chú. Bây giờ này, chú thì nói cái vấn đề nó lại tổng quát hơn, không nói về cái vấn đề riêng của Huawei. Bây giờ tất cả các bạn đều được biết, đất nước Trung Quốc hiện nay là một đất nước đang phát triển. Và nếu mà bình thường chỉ một năm, 4-5 năm nữa thôi thì cái nền Trung Quốc sẽ vượt này cái kinh tế Mỹ. Nhưng mà các bạn đều biết cái thằng Mỹ ấy, thì bao giờ nó cũng có coi như là cái nó phải là một siêu cường, nó phải là một cái thằng mạnh nhất thế giới, nó phải cái gì cũng phải là nhất nhất nhất, không có thằng nào có khả năng trên thằng Mỹ được. Đó là tư tưởng của chính phủ Mỹ từ ngày xưa đến bây giờ. Cho nên các bạn mới thấy là cái chiến dịch chuyển dịch về châu Á Thái Bình Dương của Mỹ từ cái thời Tổng thống Obama đến nay Tổng thống Trump đang thực hiện, đúng không? Thì cái này là tôi nói với tất cả các bạn, Huawei được gọi là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tất cả đó là ý đồ của Mỹ để cho Trung Quốc không thể vượt lên trên Mỹ được. Đấy là cái tổng thể mà tôi nhìn thấy. Cho nên là cuộc chiến thương mại này, tôi nói với tất cả các bạn, đó là lý do là đầu tiên là ở Mỹ hết. Còn những cái gọi là nguyên nhân ấy ra nào Trung Quốc ăn cắp cái sở hữu trí tuệ, là Trung Quốc là xuất siêu nhiều quá sang Mỹ, cần phải cân bằng thương mại, tất cả các thứ. Tôi nói các bạn, đó là cái mưu đồ của Mỹ, không muốn Trung Quốc vươn lên. Xin mời. Hồi nãy giờ nói nghiêm túc rồi, tôi sẽ nói chơi chơi cho các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ nói kiểu hài hước một chút nha các bạn. Đây có một vài tài liệu theo nghiên cứu của Seminole thì tôi thấy rằng là ngoài cái lý thuyết đó thì có một vài sao ta? Nói chung là Mỹ nó xây dựng ở Việt Nam thì tôi nghiên cứu thôi nha. Đây là tôi nghiên cứu theo tài liệu chính thống nha. Thì ngoài cái mà các bạn đang nhìn thấy thì thật ra nó Mỹ nó thấy không? Bạn thấy không? Trong một số tài liệu nghiên cứu, đây là tài liệu chính thống, tài liệu mật nha, thì không phải tài liệu mật. Nhưng mà thật ra không biết là các bạn có để ý đến cái chiến lược Ấn Thái không? Nói chung là Thái thì căn cứ quân sự đồng minh của Mỹ xưa giờ thì cái đó không phải bàn cãi nữa. Nhưng mà Ấn thì các bạn không biết các bạn có để ý hay không, nhưng mà thật ra Mỹ đã có chiến lược từ rất là lâu sử dụng cái liên minh Ấn Thái để kìm hãm Trung Quốc, để kìm hãm Trung Quốc. Ngoài tất nhiên ngoài những con bài như là Nhật, rồi những con bài như là Đài Loan, thì Mỹ nó còn rất nhiều những hoạt động khác nữa. Vì vậy nên các bạn cũng như đối với tôi không bất ngờ. Đó, đối với tôi thì tôi không bất ngờ nhiều lắm, nên là tôi có cảm tình về về khía cạnh công nghệ. Tôi là một người mê công nghệ nên về khía cạnh công nghệ tôi có cảm tình với Huawei vậy thôi. Còn tôi hy vọng là ở đây khi mà nói chung là cái kiểu người của tôi, không hiểu tại sao mà tôi luôn bị rất nhiều người phản đối khi nêu lên quan điểm của tôi. Không phải là tôi muốn chơi trội nha, thật sự các bạn thấy hàng ngàn người, tôi chỉ hỏi là họ Huawei muốn lật đổ Mỹ khi nào thôi, nhưng mà có rất nhiều người họ muốn họ không đồng tình, và giống như cách mà các bạn đang comment với tôi như vậy đó. Đó. Còn nói về vấn đề xin mời chú Bằng nhận xét về vấn đề đó đi, con thấy là con đôi khi hơi thất bại vấn đề đó. Nói chung tuổi trẻ nó thật với các bạn. Cái vấn đề con cứ nói đi. Đấy là vấn đề ảnh hưởng, vừa nãy xuống nói về cái vấn đề coi như là cái chuyện mà quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc rồi, đúng không? Đó là những cái mà gọi là do Mỹ thôi. Đấy. Đấy tôi nói với tất cả các bạn này. Bây giờ ví dụ như nhiều khi mình là những người dân ấy, bình thường như mình thấy một số hành động của Mỹ ấy, thì nói chung là mình cũng thấy cảm thấy nó hơi khó chịu.
Ví dụ các bạn thấy cái cuộc họp APEC vừa rồi không? Trong khi tất cả các đoàn mà đến cái dự tiệc ấy, thì đều đi xe mẹc hết, cùng một loại xe, do cái nhà nước mình coi như bố trí cho các đoàn. Mà riêng thằng Mỹ mà nó phải đi cái xe coi như là riêng của nó. Đấy, cái này lắc hả? Ờ đấy, đúng không? Thì cái này là Mỹ muốn chứng tỏ các nước này, tao là Mỹ, kể cả Pháp, Phung hoặc các nước kia không là cái gì hết đấy. Tao phải là riêng, tao phải là nhất. Chứ đúng không? Trong khi đó ví dụ mấy chục đoàn đều đi một loại xe hết, mà thằng Mỹ nó đi một cái loại xe khác của riêng của nó. Đấy, cho nên các bạn nhiều khi các bạn phải cũng phải hiểu mình và cũng phải hiểu Mỹ một tí. Rồi, xin mời cháu. Em lại có một cái suy nghĩ này các bạn phải nghe kỹ nha. Tôi có một cái suy nghĩ thật là trẻ con như thế này nha, suy nghĩ là suy nghĩ trẻ con nha. Là tôi không nghĩ là tại sao mà Iran này, tại sao Iran, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ và một số khác, Cuba chẳng hạn, và một số các có quan hệ đối lập hoặc Mỹ không thân thiện với họ. Các bạn thấy vậy thôi chứ Ấn Độ là Mỹ khi mà đặt cái hợp đồng mua cái dàn phòng thủ tên lửa F-400 hoặc F-500 của Nga, đó là Mỹ đã đặt Ấn Độ vào cái nước là không phải đồng minh, cũng đào nói như là cái ngưỡng chuẩn bị đối đầu á. Tôi nghĩ là tại sao Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên, khoảng 10 nước không tập hợp lại thành một cái khối gọi là cái khối đồng minh. Đó, đầu tiên là vì cái chiến lược bị ảnh hưởng bởi Mỹ. Tôi nói với các bạn thân nhân khôi là như này, chứ người ta có xe thì người ta đi thôi. Tất cả các nước Pháp rồi là tất cả các nước người ta sang dự APEC này, người ta không có mang xe đi không. Tôi nói các bạn thấy chứ, các bạn nói một cái ấy thì bạn phải nhìn những cái tổng thể một tí đi, các bạn tinh ý một tí đi. Thấy chưa? Rồi, xin mời cháu. Cái chuyện đi xe nó là cái chuyện tinh thần dân tộc rồi. Đi xe nó là tinh thần dân tộc, vì vậy nên là các bạn, với lại nó là có một cái, thứ nhất đó là tinh thần dân tộc, thứ hai nữa là nó là cái việc marketing, các bạn thấy không? Tổng thống Mỹ qua đây ăn bún gì hình như là bún chả Hà Nội hay là bún đậu mắm tôm gì đó, bún chả Hà Nội, các bạn thấy không? 1-2 năm sau khắp Sài Gòn nổi lên bún chả Hà Nội, khắp nơi hết, làm ăn nên làm ra nhờ món ăn bún chả Hà Nội, quảng bá thế giới. Họ là những người có ảnh hưởng, ngoài cái việc họ mang trong mình vị thế chính trị, họ cũng khoác cho mình cái vẻ đẹp marketing, sự ảnh hưởng bởi marketing đấy chứ, truyền thông nữa. Khi mà họ chạy cái con xe Cadillac của Mỹ, em không nhớ là con xe là con xe gì, nhưng mà nếu như họ có sức ảnh hưởng, họ mang con xe của họ đi thì họ quảng bá thêm một phần, à xe này tổng thống Mỹ, một cường quốc chạy thì nó là xe tốt, tiêm vào đầu những nước khác có tiền mua chiếc xe này. Nhưng mà thật sự như Cadillac để ý là nó không bán cho nhiều quốc gia khác. Với cái việc đó, có khi các nước lớn đang sắp xếp thế giới thôi. Các nước lớn đang sắp xếp thế giới thôi hả? Cái đó thì hợp lý, cái đó mình không, cái đó thì xưa giờ rồi, cái đó thì phân chia rồi. Thế là cái việc đó thì các bạn để ý nhất là vấn đề. Có cái câu ấy thì các bạn nói cũng đúng đấy. Cho nên là mình ví dụ dân dã mình nói câu là có tiền là có quyền. Đó là chỗ đấy. Đúng rồi. Như các bạn thấy không, đơn giản thôi. Bây giờ nếu như mà Mỹ, visa của Mỹ quyền lực không? Visa của Mỹ, các bạn là người dân Mỹ, các bạn cầm visa của Mỹ, các bạn đến 150 quốc gia, các bạn có phải cần xin cấp thị thực lâu không? Nhưng bây giờ các bạn cầm visa Việt Nam thử coi, các bạn xin visa vào Mỹ xem như thế nào. Nhưng chúng ta có quyền được cấm visa của người Mỹ, có quyền làm khó người Mỹ giống như người Mỹ làm khó chúng ta không? Bạn thấy khác biệt chưa? Khác biệt chứ, đúng không ạ? Đó, giống như bây giờ chúng ta như Hàn Quốc á. Bây giờ này anh Vương Hùng này, ý tôi nói là cái hôm á mà ví dụ tức là chính phủ Việt Nam có tiếp đãi mà chiêu đãi các bạn đâu, tất cả các đoàn, ví dụ mấy chục đoàn đều đi một loại xe hết do mình bố trí, nhưng riêng người Mỹ nó đi cái xe khác, thì ý tôi muốn nói là nó muốn tôi là Mỹ, tôi là nhất, tôi là cường quốc số 1. Đấy, tôi nói với anh Vương Hùng như thế, ý tôi nói là rất là đơn giản. Đấy chưa? Thế thôi. Cho nên tôi vừa nói là giữa quan hệ giữa cái cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay nó là như thế. Mỹ không muốn Trung Quốc vượt lên trên Mỹ về cái quy mô nền kinh tế. Đó là cái mấu chốt của vấn đề. Rồi, xin mời các bạn. Đúng rồi. Tôi nói là nói tới vụ dùng đồ theo phong trào thì mình nhớ tới điện thoại BlackBerry. Thời đó dùng theo mặt tổng thống Mỹ méo mặt. Nói chung là cái thị trường nó phát triển, họ ủng hộ cái thị trường của họ thôi. Thời đó không có gì là sai cả, không có ai cấm một tổng thống sử dụng bất cứ một cái smartphone nào cả. Thậm chí vợ của người sáng lập BlackBerry họ vẫn sử dụng Samsung. Đấy, nói chung là cái vấn đề đó về vấn đề tinh thần dân tộc, vấn đề truyền thông.
với vị thế của một quốc gia như thế giới nữa. Họ là quốc gia thứ bây giờ họ là quốc gia cường quốc thứ nhất ở trên thế giới này. Họ không có trách nhiệm là phải theo tất cả các bạn. Họ muốn chơi trội nhưng mà các bạn phụ thuộc họ nhiều hơn thì các bạn phải gật đầu thôi. Bây giờ các bạn nghĩ đi, bây giờ Đúng rồi, đúng rồi. một Cũng người không giả thật bỏ. một một người thật một người thật là giàu ơi là giàu, một thằng giàu ơi là giàu, một thằng giàu ơi là giàu. Ví dụ như Duy Nguyễn đi, họ cầm tài sản gần 3 triệu đô mà phải ngồi ăn chung một tô phở 20 ngàn với các bạn thì họ đâu có chịu, đúng không? Đều ăn cơm 20 ngàn như các bạn, người ta đâu có chịu. Đó đó là cách thể hiện thôi chứ không có gì khác cả. Xin chào diễn đàn đa nguyên. Thật sự thì lúc đầu mình còn muốn nữa cơ, nhưng mà thật sự là các bạn có chú Bằng cũng đỡ mình nhiều quá. Thật sự là mình muốn 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 cái nốt trầm của mình nhiều hơn nữa, nốt trầm của mình nhiều hơn nữa, nhưng mà thật sự chú Bằng đỡ mình nhiều quá, nên là đôi khi cái Không, diễn đàn bạn bạn cứ nó lại nói theo một chiều. cái nó trầm mà đâu có gì đâu. Nói chung là mình đừng nói quá nhiều. Nếu mà nói quá nhiều người ta bảo à, cái ông này đang vạch ra những cái xấu xa của cái xã hội Việt Nam hiện nay, đúng không? Mình nói cái xấu thôi. Có không? Mình nhớ bạn, chú đã bảo cháu là có, chứ không phải không. Mà có, thậm chí có nhiều. Đối với đất nước hiện nay coi như là một đất nước đang phát triển thì có nhiều. Cũng công nhận mà, chứ có phải không đâu. Đúng không? Nhưng mình nói vạch ra từng cái một ấy. Nhưng nói chung là ví dụ như các đại biểu quốc hội ấy, người ta nói ra những cái tồn tại, những cái ý kiến của cử tri. Đó không phải người ta nói đây, đấy là nốt trầm đấy. Nhưng mà cuối cùng là để mình rút kinh nghiệm, để mình sửa sang cái đó lên càng ngày càng tốt hơn thôi, đúng không? Chứ không phải mình nói ra để chỉ trích, để bảo à cái xã hội này hiện nay nó đang đi xuống, nó quá nhiều cái tồn tại trong xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước không tốt. Đó, cái vấn đề nó chỗ đó. Các bạn nói mình là đọc theo Google thì gì mà chả có, đọc theo Google thì gì mà chả có, đúng không? Thì tất nhiên Google họ là một cái công cụ search, nhưng mà mình nhìn nhận theo cách của mình. À, các bạn cũng đều các bạn nhìn nhận, các bạn chỉ có 2 con mắt và 24 giờ trong một ngày. Các bạn biết tổng thống Mỹ họ vẫn phải cập nhật thông tin qua báo chí và Google, Đúng. à, đúng không? Họ vẫn có bộ phận truyền thông Mỹ họ dạy, họ vẫn xem CNN hoặc là họ vẫn xem tin tức của họ. Thì vậy mình cũng phải vậy, mình cũng phải xem tin tức của mình, và tất nhiên mình sẽ nhìn nhận theo cách của mình. Các bạn không ai ở đây không search Google cả, mình chắc chắn cái các bạn đây, các bạn muốn sử dụng một cái smartphone nào không có ai mà không sử dụng Google cả. Cái nền tảng mà các bạn đã sử dụng Facebook này họ cũng liên kết với Google đó. Vì vậy nên các bạn không thể trách mình là mình à một thằng cu chỉ tay nhanh hơn Cái vấn để đề search là chú Google lại để nói với có. cháu và tất cả mọi người ở đây, đúng không? Tất cả mọi các bạn đều search Google. Nhưng vấn đề một vấn đề ví dụ các bạn search Google các bạn đấy thấy một vấn đề đưa ra thì ở đấy nó có một tỷ thông tin. Những cái người có đầu óc mình đọc những thông tin đó thì mình phải đọc những thông tin đó như thế nào mà mình phải phân tích thông tin đó. Thông tin nào là thông tin chính xác thì đó là do cái đầu của bạn bạn phân tích. Đúng không? Chứ không phải là bây giờ cái gì ở trong Google tôi công nhận cũng có, nhưng mà có tin tức chính xác, có tin tức không chính xác, có tin tức thế này, có tin tức thế khác, nhưng bạn phải có cái đầu bạn phân tích, bạn lựa chọn cái thông tin mà bạn thu nhập vào cái đầu óc của bạn. Tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi, xin mời cháu. Nãy giờ nói cũng hơi lan man, được rồi, tôi nói lại cái ý của Rồi, bạn này. mình cứ nói Một lan số man bạn có thôi, nói, không tôi có gì nói về đâu. vấn đề của các bạn có muốn nói về vấn đề Đấy là của đây là Mỹ mình này trao chung, đổi nhưng mà mà, nãy tôi trao đã đổi khơi với ra nhau đúng rồi. không? Bạn Bằng Vũ có nói là bạn không biết là Bằng Vũ hay là như thế nào nha, nhưng mà Bạn tên bạn Bằng có Vũ, dấu các bạn thật thấy ra là bạn không hiện nay phải. bạn đã sống ở bên Nga và hiện nay bạn đang sinh sống bên Mỹ thì bạn cũng học hỏi và có cái tư tưởng ok thôi, không có gì cả. Thật ra tổng thống Mỹ chuyên dùng xe của mình không phải muốn cho mình là cao hơn mọi người đâu anh, mà là trên xe của tổng thống Mỹ và đoàn xe hộ tống của họ có các thiết bị bảo vệ tổng thống mà không thể thiếu được, nên họ bắt buộc phải sử dụng. Đó cũng là một lý do, tất nhiên ai cũng biết được rằng đó là cái lý do cốt yếu đó. Đúng đúng, bạn ấy Bằng Vũ nói đúng, đó là lý do cốt yếu rồi. Nhưng mà ý mình muốn nói ý của bác Bằng nói là đó, chú Bằng nói đó là tinh thần dân tộc, đó là tinh thần dân tộc thôi, đó là một khía cạnh bổ sung thôi nha, chứ đó không phải là quyết định là Mỹ có chọn đi xe nó hay là không, nên là bạn phải hiểu như vậy. Nhưng mà số bạn ở dưới của nó mỗi lần nghe tin tàu Mỹ và máy bay Mỹ đi vào đảo do Trung Quốc chiếm giữ Hoàng Sa, Trường Sa, thấy nhiều bạn vui mừng ủng hộ, lại trách sao người phát ngôn chính phủ nói chung chung mà không ủng hộ. Nên nhớ hôm nay Mỹ xâm phạm Trung Quốc được thì ngày nào đó Mỹ cũng sẽ xâm phạm Việt Nam, nên chính phủ Mỹ ủng hộ hành động đó là há miệng mắc quai. Đây mình sẽ nói về vấn đề này một chút xíu này. Ok, rồi. Đối với cá nhân, đối với góc nhìn của mình, tất nhiên mình nói dựa trên nghiên cứu của mình nha, mình nói dựa trên nghiên cứu của mình là các bạn thấy Việt Nam không, rất khổ đúng không ạ?
Anh thấy Việt Nam rất khổ. Thật sự nếu như mà ngày xưa mà được lựa chọn làm đồng minh nha, đồng minh chứ không phải là phụ thuộc nha, nếu như ngày xưa được làm đồng minh với khối đang phát triển tư bản hiện tại Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Bác Hồ có lựa chọn không? Có chứ. Nếu như mà ngày xưa chúng ta vẫn theo xã hội chủ nghĩa mà bên Mỹ, Pháp, Nhật họ chấp nhận đồng ý chúng ta làm đồng minh của họ, chúng ta đồng ý không? Chắc chắn là sẽ đồng ý. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì tư tưởng của Trung Quốc là chúng ta không muốn thống nhất đất nước, vẫn muốn chia đôi đất nước. Các bạn tham khảo tài liệu thêm nhé. Tư tưởng của thời Tưởng là chúng ta vẫn phải, chúng ta thật ra chúng ta được ủng hộ của Tưởng bởi vì chúng ta hòa hoãn với Tưởng để giải giáp quân Nhật. Chúng ta khổ từ cái thời đó đến bây giờ. Hiện tại, ở giai đoạn hiện tại, chúng ta đã đi lên xã hội chủ nghĩa và chấp nhận mở cửa thị trường rồi. Nhưng mà thật sự chúng ta vẫn là một nước cộng sản. Chúng ta khác nhau về thế hệ chính trị mà trước đó là thù địch chính trị rồi. Đó là khối đó nha, chúng ta nói lại khối khác tiếp theo. Chúng ta đang ở cạnh một ông hàng thể xóm chế to chính lớn như trị, thế. Cái điều này là thể ai chế. ai cũng biết, ai ở thể chế chính trị ai cũng biết điều này hết nè, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy mới thấy rằng là ôi Việt Nam khổ quá. Thật sự đối với góc nhìn của mình, ôi Việt Nam khổ quá. Nhưng mà không phải vì đó, không phải cái bài ca khổ đó, thì không phải một cái bài ca khổ đó mà chúng ta cứ nhìn nó mà chúng ta cứ là à thôi vì Việt Nam khổ quá nên chúng ta mới như thế. Phải cố gắng chứ, chúng ta nhìn dân tộc Do Thái đi, họ bị diệt chủng còn hơn chúng ta gấp hàng nhiều lần, phân tán đi khắp các quốc gia nhưng mà họ vẫn cố gắng. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta phải công nhận Israel vẫn có nhiều cái điểm không tốt nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận những nước đó và chúng ta đi lên, đúng không ạ? Tất nhiên đấy, một số bạn cứ nói là à chúng ta do chúng ta khổ như thế, thì tôi cũng khổ cho các bạn đó, tôi kể cho các bạn nghe, à tôi thấy được Việt Nam khổ như thế luôn và tôi cũng dẫn chứng cho các bạn luôn. Israel, dân tộc Do Thái rồi đấy, họ có triệu mấy người, họ bị giết bao nhiêu người, hết thời Đức đến thời bị kỳ thị, bây giờ họ như thế nào, họ đi lên, thật sự họ đi lên. Tôi cũng như các bạn, tôi cũng cố gắng từng ngày đi lên thôi đó. Nên các bạn đừng có thấy là à thằng cu này lên bắt đầu ôi lấy cái điểm thôi nói nữa mà công lại các bạn lại không hay. Huân đoàn có Bác Hồ muốn lập chính phủ liên hiệp nhiều thành phần hợp tác với đồng minh nhưng không may chiến tranh lạnh đã buộc Việt Nam phải lùi bước về một bên. Đúng, đây đây cái luận điểm của chú Huân này, cái luận điểm của chú Huân này nói này, các bạn nên biết được rằng nếu như ngày xưa chúng ta mà được lựa chọn nha, chúng ta mà được lựa chọn làm đồng minh với khối Mỹ nha, là chúng ta cũng không có từ, chúng ta cũng không hoàn toàn là sẽ theo như bây giờ, là chúng ta đã là đồng minh của Mỹ rất lâu rồi. Nhưng mà ngày xưa chưa, ngày xưa chúng ta là thể chế cộng sản, thể chế chính trị của chúng ta là thể chế xã hội chủ nghĩa, vì vậy nên chúng ta khác không về thể chế. Mà ngày xưa họ cực đoan lắm các bạn nhìn Nga mà biết, Nga chung là biết rồi, họ rất là cực đoan vấn đề này. Và các thể chế chính trị ở bên Mỹ thì các bạn biết rồi đó, họ còn phải phụ thuộc nhiều, tất nhiên họ vẫn có phe cánh của họ nhưng họ vẫn phải phụ thuộc nhiều vào cái hội đồng lãnh đạo của họ nữa đó. Vì vậy nên họ rất là khó quyết định chúng ta có quyết định theo họ hay là không. Việt Nam khổ quá các bạn nhỉ, sao Việt Nam khổ vậy, sao không khổ các bạn, sao không khổ các bạn? Các bạn đã xem những phóng sự thống kê ở ngoài Biển Đông chưa? Các bạn xem thống thống kê ở ngoài Biển Đông chưa? Cái đảo của ta đang kiểm đang đang sợ đang quản lý nó Sở sát dạt với cái đảo vài cách có 3 km, vài km so với đảo của Trung Quốc, thấy khổ chưa? Trong khi đó nó thật với các bạn luôn, tôi vừa mới ghi một tờ giấy thống kê đâu rồi, chúng ta chỉ có 10 năm chơi sòng phẳng đấy các bạn. Hỏi bác Bằng này, nếu mà bây giờ tôi là đời đầu chính ít, tôi đầu chỉ ít nói về các năm trước, tôi thật sự không cảm nhận được, nhưng tôi sống ở đất nước, tôi sống ở thành phố, phải nói là đi đầu của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy nên là tôi với Bác Bằng là những người phải nói là cảm nhận rõ nhất. Chúng ta mới được mới mới phất lên 10 năm nay thôi chứ thật sự các bạn thấy không, hãy để cho đất nước chơi sòng phẳng một chút xíu là anh chị em chỉ thành rồi. Chu Mơn không muốn Việt Nam độc lập. rồi sáu cứ nói ý ý của sáu ở kia đi, rồi nói chung là mình đuổi theo những cái ý ở dưới thì nó rất là khó. Có phải sự lãnh đạo của đảo đúng đắn? Đây, cháu có một câu hỏi này các bạn. Các bạn trả lời bây giờ, các bạn phải tập trung trả lời vào câu hỏi của tôi mới nói được. Và trong một cái thời tôi học đại học nha, tôi học cái môn, lúc tôi học đại học tôi học cái môn đó là môn tư tưởng và môn đường lối. Thì giống như anh Bằng đây, tất cả mọi người ở dưới hầu như cũng đều theo một chiều cả. Lúc đấy cô mới yêu cầu tôi là hỏi đặt câu hỏi, tôi mới đặt câu hỏi như thế này mà đến bây giờ tôi vẫn mong xem các bạn trả lời như thế nào. Và tôi đã hỏi câu hỏi này ở nhiều nơi, các bạn chuẩn bị nghe câu hỏi và trả lời comment nhé, tôi sẽ tập trung đọc comment của tất cả các bạn. Tôi mới hỏi cô là cô ơi, trong lý thuyết của chúng ta đang theo đuổi rõ ràng nó có cái thuyết là cạnh tranh thì phải có cạnh tranh thì mới có thể phát triển, vậy
chúng ta chỉ có một đảng duy nhất. Liệu rằng cái yếu tố cạnh tranh để phát triển giữa hai chủ thể ngang bằng nó có bị yếu đi hay không? Nha, câu hỏi tôi đã hỏi rồi nha. Tôi đã hỏi rồi và tôi mong trả lời đó là bởi vì đó là một vị, hình như đó là một vị phó giáo sư hay sao á. Tôi mới hỏi đó là, cô ơi, vậy đó hay không? Thật sự cô cũng trả lời rất chung chung. Nên tôi mong rằng các bạn sẽ trả lời cho tôi. Đấy, bạn này đã nói về... đấy, bạn đã nói về vấn đề coi như là đa đảng đấy. Thì tôi nói chung là mình cũng nói nhiều. Đấy các bạn, đấy các bạn. Đây đã nói cũng nói nhiều vấn đề đa đảng. Nói nhiều. Bây giờ thì mẫu... Rồi. Bạn nói một chút. Các bạn có sợ nhạy cảm không? Nếu các bạn tôi là tôi không sợ không nhạy cảm sợ. Vậy các bạn có sợ không nhạy cảm không? Không sợ gì cả. Cái vấn đề đấy nhiều người đặt câu hỏi ra rồi. Và nói chung tất cả các bạn ở đây cũng nhiều người trả lời rồi. Và thực tế là bản thân chú cũng trả lời nhiều về vấn đề này rồi. Đó. Vậy thì chú Bằng nói lại một lần nữa xem sao. Thế bây giờ này. Chú Bằng. Ra nhá. Vấn đề đa đảng nó do cái vấn đề lịch sử để lại sự ủng hộ của những người dân đối với đất nước Việt Nam mình. Không phải. Cháu chỉ nói một vấn đề duy nhất thôi. Chú đừng nói quá nhiều về chính trị. Cháu chỉ nói một vấn đề duy nhất thôi, đó là bài toán cạnh tranh. Đó là bài toán cạnh tranh chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Nói về chú nếu mà cháu nói về lý thuyết. Nói về lý thuyết một cách suông mà nói về bình thường thì những điều đó cháu nói cũng không sai. Nhưng mà vấn đề đối với áp dụng với hoàn cảnh lịch sử và ở đất nước Việt Nam như bây giờ thì nói chung cái vấn đề đấy thì nó lại là vấn đề khác. Nhưng mà chú nghĩ rằng như thế này, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng duy nhất lãnh đạo nhưng không độc tài. Cháu nên nhớ một điều đó. Còn nói về vấn đề tại sao chú nói là vấn đề lịch sử để lại cho đất nước Việt Nam hiện nay chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thôi. Và hiện nay những người dân Việt Nam, chú nói phần lớn nhá, những người dân Việt Nam đều ủng hộ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và người ta cũng không ai phản đối. Hiện nay vì như thế này, chú nói này, đất nước Việt Nam hiện nay đang yên bình, rất yên bình. Đất nước hiện nay có tốc độ phát triển mạnh, đúng không? Thì tại sao mình lại nghĩ vấn đề đa đảng thế này thế khác? Mặt khác, đảng mình rất biết tiếp thu và đổi mới cái phương pháp, cái cách lãnh đạo của mình đối với đất nước ở những thời kỳ khác nhau, với sự biến đổi của đất nước khác nhau thì Đảng Cộng sản mình sẽ thay đổi. Bây giờ không phải chú nói từ thay đổi, tức là thích ứng. Bây giờ với là cái mà cái xu thế của đất nước đó, theo chú nghĩ thế. Thành công cuối cùng là ví dụ như bản thân chú hiện nay chú ủng hộ cái chế độ hiện nay. Cháu tất nhiên là chúng ta đã ủng hộ chế độ này rồi thì chúng ta mới như thế. Nhưng mà cháu thấy nè, có một câu nói rất hay nha. Cạnh tranh có hai mặt, một là dễ phát triển, hai là lụi bại, không có gì bằng đoàn kết. Câu này cũng rất là hay. Có một câu nữa cháu thấy đâu mất tiêu rồi nhờ. Các bạn là comment, các bạn đó là bạn comment Khùng Lam. Cạnh tranh có hai mặt, một là dễ phát triển, hai là lụi bại, không có gì bằng đoàn kết. Thì tí nữa mình sẽ nói vấn đề này nha. Còn một cái comment hay lắm, cháu vừa mới thấy một cái comment hay lắm thật sự. Cháu thấy một cái comment ví dụ như cô Phương Lan nói vấn đề cô Phương Lan nói là cạnh tranh về kinh tế, còn liên quan tới đảng chính trị là phải xét tới vấn đề con người đủ mọi khía cạnh. Câu này cũng rất là hay. Đối với văn hóa, tính cách con người Việt Nam là đa đảng là không tốt. Đây, câu này, câu Hùng Lam. Không phải. Hai chuyện là khác nhau, kinh tế chính trị khác nhau và hoàn toàn bạn đang lấy kinh tế áp dụng cho chính trị. Câu này cũng rất hay. Câu này cũng rất hay nha. Nó gắn liền nha, tôi nói với bạn nha, chính trị và kinh tế nó gắn liền với nhau. Cho nên có cái môn mà kinh tế chính trị. Các bạn thấy chưa? Chứ không phải là nó tách rời đâu. Các bạn đừng nghĩ là tách rời. Đất nước yên bình thì mới phát triển được. Đất nước yên bình là cái gì? Là chính trị. Phát triển là cái gì? Phát triển là kinh tế. Tôi nói các bạn, đấy là tôi nói khía cạnh kinh tế nhá. Tôi chưa nói cái khía cạnh về cái xã hội. Cho nên là cái chính trị và kinh tế nó gắn liền với nhau. Nó không tách rời được khỏi đâu. Vâng. Ngọc Nguyễn, hai chuyện khác nhau. Nguyễn Minh, ai muốn đa đảng đứng ra một bên. Thôi, ông này comment thật. Quang Vũ, hiện nay nhiều nước muốn độc đảng mà phát triển như Việt Nam còn hơi khó đấy. Hợp lý, nếu như cái comment này thì hiện nay nhiều nước muốn độc đảng và phát triển như Việt Nam còn hơi khó đấy.
Thì tất nhiên cháu là những người đặt câu hỏi thôi nha. Cháu thì cháu cháu tất nhiên cháu vẫn mổ xẻ, nếu mà hỏi được cháu sẽ đọc hết tất cả các comment thì cháu sẽ mổ xẻ sau. Nền tảng văn hóa lịch sử Việt Nam, tính cách của con người Việt thì đa chuyện đa đảng không đem lại sự tích cực cho đất nước. Đây Hay đây đấy, câu này cũng đấy hay là nhưng mà nó hơi chung cái chung. ý của chú là chung chung rồi. Đúng đúng rồi, hãy nhìn Ukraine, Syria, Libya, Indonesia kìa, đa đảng để ném mắm tôm vào đầu nhau. Cũng có thể Alex Bell gì đó, Bowman hả, Bowman nói một hơi lòi cái đuôi. Thì những bạn này tôi thấy thật sự bạn này bạn ngồi coi stream tôi lâu quá rồi nhưng mà thật sự đôi khi bạn ấy cũng cực đoan quá, thôi bỏ qua. Tôi kệ cậu Chánh bỏ Huỳnh, luôn. vấn đề phê và tự phê bình là cạnh tranh nhau đó bạn. Vấn đề phê và tự phê bình thì tôi không đánh giá cao vật này, riêng tôi nha, chủ thể phải là chủ thể ngang bằng, tức là tôi nếu mà chủ thể để cạnh tranh và so sánh thì nó là một chủ thể có ngang bằng nha, còn tự phê và tự phê bình thì tôi không hiểu được nha. Tôi không phải là đảng viên nên tôi không hiểu được nên là tôi không có đánh giá cao vấn đề này. Chú Khoa Lê có nói là đảng ta biết phê bình và tự phê bình thì rút ra, nó sẽ giống vậy. Giảng Bây bài hơi bị lâu. giờ bây giờ trường này cháu nói cỡ khoảng 5 phút nữa thôi, chú mời một số bạn đây nhá, rồi là những diễn đàn sau. Cháu là một người trẻ, chú rất là khâm phục cháu. Cháu mà tức là sinh là vào những đời đầu năm 91 thì tuổi cũng ngang ngang bằng con chú thôi, nhưng mà nói chung là con chú thì nó chẳng biết gì về vấn đề chính trị chính trước gì cả, nhưng cháu là người trẻ, cháu quan tâm đến vấn đề đó, vận mệnh, quan tâm đến vấn đề đất nước, bây giờ quan tâm vấn đề chính trị. Bản thân chú không phục cháu, Thôi so với để con cháu chú thì nói chú quan chẳng điểm biết của gì cháu, về ông ấy. để cháu nói quan điểm của cháu cho, để cháu nói quan điểm của cháu cho. Tôi đặt câu hỏi để cho các bạn Rồi xem, các để các bạn bạn biết như thế thì nào thôi. Andy Bosman, bạn nói tôi ngu như thế nào cũng được, đúng không? Không được quan trọng. Đấy, ngu như lợn cũng được mà ngu như Để bò cũng nó được. Thoải mái nhá. cái để như cháu nói, để cháu nói cháu hỏi về vấn đề cái chữ cạnh tranh nhá, cái chữ cạnh tranh này để cho xem tất cả những người các bạn nhìn nhận như thế nào thôi. Còn đối với tôi thì tôi tất nhiên là tôi phải hài lòng với cái kết quả hiện tại, cái sự lãnh đạo hiện tại và thể chế chính trị hiện tại. Tôi hài lòng chứ. Bởi vì tôi đang sống rất tốt ở thể chế chính trị hiện tại. Đặt trường hợp tôi đã sống tôi gọi là tốt rồi thì tốt rồi, tôi có chấp nhận thay đổi không? Đúng không ạ? Không, tôi chính trị nó đề cao, chính trị nó đề cao các yếu tố khi mà xét về một đất nước, nó nói về cái sự ổn định. Các bạn thấy không? Khi xét về đầu tư của đất nước nó nói về cái sự ổn định. Vì vậy đối với tôi chính trị hiện tại là ok. Đó, còn về đa đảng thì tất nhiên tôi thống kê được tất cả những ý kiến của các bạn ở đây. Các bạn hãy comment một cách thì tôi thống kê đa phần các bạn nói là do Cuối lịch cùng sử nói văn đúng ý hóa, do lịch sử mình. văn Mình đã nói đúng rồi, lúc nãy đi đường nên không reply like cháu, phê bình và tự phê bình là cạnh tranh trong nội bộ. Rồi nói chung là tóm gọn lại là hầu như các bạn ở đây đều có cái nhìn tích cực, trong diễn đàn của chú Bằng có cái nhìn tích cực rồi thì tôi cũng không mổ xẻ hơn nữa. Thì tôi sẽ sau này gặp một tất cả những đối tượng khác thì tôi sẽ là đặt câu hỏi tiếp để xem là cái thứ nhất là tôi xem góc nhìn nhận của các bạn như thế nào, thứ hai đôi khi tôi có thể trau dồi được nhiều kiến thức tốt hơn để tôi có thể phản biện được nhiều hơn nếu như ai đó đặt câu hỏi với tôi. Lúc mà Ok, tôi ngồi ở trên một nếu diễn mà đàn được khác, á, tất nhiên tôi sẽ chú nói với cháu này, buổi tối nay cỡ khoảng 9 giờ trở đi chú sẽ mở diễn đàn nữa, chú sẽ mời cháu lên. Thế là thì mình có vấn đề gì đâu, mình thì tranh luận mà cháu là những người trẻ thì các chú cũng biết à cái suy nghĩ của những người trẻ như cháu ở cái đời mà 91 đời đầu hiện nay như thế nào, đúng không? Nó có cái gì chú học hỏi các cháu là những người trẻ rất nhiều. rồi các bạn Rồi. thấy, tôi thấy nha các bạn thôi thì dù gì cũng cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi, chứ không phải các bạn thì nó hơi sai. Tất cả các cô chú và quý anh chị ở đây rất nhiều những bạn đã trả lời câu hỏi của mình và em ấy thì rất vui vì các bạn đã trau dồi cho mình được thêm nhiều kiến thức. Vậy là còn các bạn nào mà ghép mình vào ba sọc là mình sẽ bắn nhá, mình bắn là đau lắm á. Ok. Rồi, Cảm ơn cháu các qua bạn. trường nhá. Rồi, Rồi, nếu cần thiết thì chúc tối được nay livestream cháu vui có vẻ. thời gian thì cỡ khoảng 9 giờ đi trở đi thì cháu sẽ vào diễn đàn của chú nhá. Rồi ok, cảm ơn cháu. Và tối nay cháu lên Đà Lạt rồi nên là lên tới Đà Lạt thì cháu sẽ nhắn. Rồi, cảm ơn Rồi chú ạ. ok, rồi cảm ơn. Rồi xin chào Lê Văn Định. Những người trẻ rất hay, xin mời Dũng Trần. Rồi khoan đây, chờ chút xem có mời được Dũng Trần hay không. Sau Dũng Trần này đến khoan đây.
chào anh, chào anh em trên diễn đàn. Hôm nay cái mệnh đề câu chuyện như thế nào anh? Vẫn chống xuyên tạc phải không? Đúng rồi, vẫn chống xuyên tạc thì nói chung là diễn đàn của anh chỉ có chống cái sự xuyên tạc của bọn Ba Que thôi. Đấy. Dạ vâng, thế thì xin chào anh Bằng và chủ diễn đàn và các bạn và cùng anh em trên diễn đàn. Trước hết là nói về cái phân tích của cái bạn vừa rồi. Bạn trẻ vừa rồi. Cứ nói đi cho chung là cho anh 1 phút thôi. Rồi, nó chưa có một cái mệnh đề nào mà nó cũng chưa nói chủ trương của cái diễn đàn. Đấy, nói luôn chưa hiểu vấn đề bạn định nói cái gì về vấn đề là xã hội Việt Nam so sánh với xã hội Mỹ hoặc là sự phát triển của Việt Nam với xã hội Mỹ như thế nào. Đấy. Những cái điều cơ bản này bạn đặt ra một cái câu hỏi ấy, là tôi thì cũng trả lời luôn cho bạn biết. Nó có hai cái mệnh đề, một mệnh đề như là lãnh đạo về chính trị và kinh tế. Thế thì chúng ta phải hiểu là này, bây giờ đất nước, bộ chính trị rồi toàn bộ đảng đã có một cái mệnh đề chính là phát triển đất nước theo con kinh tế thị trường, theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thì trong cái sự cạnh tranh đó thì là kinh tế thị trường thì nó đã có sự cạnh tranh rồi. Đấy, trong cái mệnh đề của đất nước đưa ra, cái chủ trương phát triển của đất nước ra là kiên quyết theo con đường kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy. Thì cái câu hỏi của bạn thì nó có hai vế, một là vế chính trị, hai là vế kinh tế. Thì chính trị đất nước ta nhất định là theo một cái mệnh đề tiêu chí là Đảng Cộng sản, một đảng lãnh đạo. Nhưng kinh tế thì theo cơ đường kinh tế thị trường. Tức là trong kinh tế đã có sự phát triển, có sự cạnh tranh, đã là thị trường có sự cạnh tranh và có sự phát triển. Thế nhưng để rút kinh nghiệm cũng như hôm qua tôi nói, đấy, tại sao đất nước đưa ra một cái mệnh đề là kinh tế xã hội chủ nghĩa theo cường kinh tế thị trường, thì chúng ta phải rút kinh nghiệm ngay cả theo một cái con đường cộng sản. Kinh tế cộng sản là kinh tế cũng không đúng, mà kinh tế tư bản cũng không đúng, nên chúng ta rút ra một kinh nghiệm để chúng ta phát triển đã nó hài hòa, kết hợp. Đấy. Thì tại sao các bạn hiểu cái mệnh đề đất nước đưa ra năm 1976 đưa ra chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Ngay bản thân tên nước nó có hai vế, vế cộng hòa và vế xã hội chủ nghĩa. Đấy, cho nên cái sự kết hợp ngay trong nước, tên nước chúng ta đã có hai vế rồi. Đấy. Thế nên là nhà nước tuyên quyết theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng kinh tế theo con đường thị trường để chúng ta lãnh đạo. Trong cái xã hội chủ nghĩa là cái gì? Cộng hòa là cái gì? Xã hội chủ nghĩa là phải nhà nước phải nắm cốt lõi những nền kinh tế mà đã được rút kinh nghiệm từ nền kinh tế tư bản là lũng đoạn, tài phiệt lũng đoạn, thì chúng ta phải nắm vững những cái nền kinh tế sống chốt. Nhà nước phải có chỉ đạo và lãnh đạo, chứ không để những cái nền kinh tế xương sống mà để tự phát triển theo kinh tế tư bản để rồi rơi vào những tay tài phiệt. Đấy, để rồi cuối cùng không thể trở tay kịp. Đấy, điển hình như năm 1930 cuộc khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ. Đấy. Thế còn lại chúng ta nói đến sự phát triển kinh tế của đất nước, thì sau 20 năm đổi mới thì các bạn phải nhìn nhận vấn đề là đất nước là đi một con đường đứng đắn và đưa ra cái mệnh đề phát triển là quá đúng đắn. Đấy, trong có 20 năm đổi mới thì chúng ta cứ so sánh hàng trăm năm trước, nước Mỹ cũng ở thời kỳ đó hàng trăm năm trước, cái chỉ số phát triển của nước Mỹ cũng không bao giờ đạt được. Thế nhưng mà chúng ta sống đến bây giờ thì chúng ta phải biết là chúng ta là nước nhỏ, nên chúng ta phải dựa vào cái xu thế chung của những nước lớn. Từ xưa đến nay tất cả các nước lớn đều là những người chơi cờ, nhưng mà chúng ta những nước nhỏ làm sao khôn khéo chơi được bán cờ cùng với những nước lớn, đó mới là điều quan trọng. Thế còn này, chúng ta phải hiểu ở đây, chúng ta phải hiểu kinh tế Mỹ. Nói chung nền kinh tế Mỹ phát triển đến ngày nay 70% phụ thuộc vào cuộc chiến tranh. Mà nền kinh tế Mỹ từ năm 1930, từ năm 1900 đến bây giờ, những cái lúc mà nền kinh tế Mỹ phát triển nhất, có chỉ số tăng trưởng cao nhất, là đều gắn liền với các cuộc chiến tranh trên thế giới. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, khi nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh nhất, chỉ số tăng trưởng đến 5%, thì là rơi vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Sau đó đến năm 30 khi bắt đầu kinh tế Mỹ chậm lại phát triển, rơi đến khủng hoảng,
thì lúc đó chiến tranh thứ nhất là ngừng. Tiếp tục đến nền kinh tế khi đổi mới, đến chiến tranh lần thứ hai thì kinh tế phát triển tới 40% phục vụ cho chiến tranh thế giới thứ hai. Thế thì từ xưa đến nay, rồi đến năm 1990, thập kỷ 90 thì kinh tế Mỹ cũng phát triển, là cũng lại rơi vào cuộc chiến tranh Trung Đông. Thế nên là nền kinh tế của Mỹ là phát triển được, nó dựa vào một phần do chiến tranh, mà người Mỹ luôn luôn gây ra chiến tranh để phát triển kinh tế. Còn cái bài học về thị trường của Mỹ bây giờ bị đấu tranh thương mại giữa ông Trump lên, ông ấy nhìn nhận, ông ấy là một nhà kinh doanh, ông ấy nhìn nhận đó là cái hậu quả của nước Mỹ mà bây giờ phải gánh chịu. Gánh chịu tức là lật mặt. Ông đang đi con đường phát triển kinh tế, ông đang triệt tiêu Cộng sản đỏ của những năm 1960 đến năm 1965 sau thời chiến tranh ạ. Nhưng ông không làm được cái điều đó. Ông bị thất bại thì Việt Nam, ông quay lại, ông chơi xấu, ông chơi với Trung Quốc. Để rồi ông mở cửa cho Trung Quốc phát triển. Đấy, mở cửa cho phát triển, hỗ trợ Trung Quốc. Đến bây giờ quay lại, thì cuối cùng Trung là Mỹ giật mình quay lại, thì bắt đầu thấy là dùng các mọi biện pháp, ngay cả vấn đề như bạn vừa nói về Hoa Vinh, công ty Hoa Vinh. Công ty Hoa Vinh là một cái công ty, cho dù người ta dạy, lợi dụng những cái chính sách kinh tế của Mỹ, cái lúc mà bắt đầu mọi sự trên kinh tế thị trường đều chơi sàng phẳng, tự phát triển. Công ty Hoa Vinh của Trung Quốc là một trong những công ty điển hình, là cái sự kết hợp thị trường tự do, những cái gì chưa làm được thì đi mua, và những cái gì phát triển được thì tự phát triển lên. Cuối cùng người ta phát triển lên. Và nước Mỹ rất sai lầm lớn là từ năm 1900, sau thời chiến tranh với Việt Nam, thì nước Mỹ tập trung vào sản xuất những cái vẫn đi theo con lối mòn công nghệ chiến tranh. Sản xuất hàng tiêu dùng nước Mỹ không thể sản xuất được, mà tạo ra một cái thị trường tiêu dùng quá lớn. Đấy, mà các bạn phải hiểu là này, người Mỹ tiêu gấp 5 lần người Nhật Bản trong một hộ gia đình. Trong đó nhà chỉ có biết tiêu, và những cái sản phẩm tiêu dùng nước Mỹ bỏ qua không sản xuất. Nước Mỹ sản xuất những cái cao cấp, nhưng thực tế thì cái sức tiêu thụ của những cái đồ cao cấp đó không bằng tổng khối lượng cái sự tiêu dùng hàng ngày của người dân Mỹ. Người dân ấy bỏ qua, đến bây giờ người dân Mỹ, nước Mỹ thấy lúc này về thị trường thì nước Mỹ quay lại dùng những biện pháp phi thị trường. Thực sự ra bây giờ Mỹ đang dùng những biện pháp phi thị trường để áp đặt tất cả những cái vấn đề về kinh tế, để vực dậy sợ rằng Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, các nước châu Á vươn lên. Đấy, mà đối trọng lớn nhất là Trung Quốc. Đấy. Thế nên là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Thế còn lại là nói chung nôm na này, tôi thấy rằng cái định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường của Việt Nam là rất cực kỳ đúng đắn. Nhưng cái điều cơ bản, chúng ta là một nước nhỏ, còn nhiều cái phải cải tiến, nhưng chúng ta cũng phải dựa vào cái bàn cờ chính trị của thế giới để chúng ta cùng đánh, chứ không chúng ta đừng nghiêng một về phía nào cả. Nghiêng phía nào chúng ta sẽ bị bóp chết. Điển hình tôi nghĩ rằng lịch sử nước Mỹ với lịch sử thế giới ấy, qua nghiên cứu các bạn phải hiểu này, nước Mỹ những ai là bạn của Mỹ đều bị diệt vong, nhưng những ai đứng giữa trung lập và những ai là kẻ thù của nước Mỹ đều tiến lên. Đấy. Điển hình Việt Nam Cộng Hòa là bạn thân của Mỹ cũng bị triệt tiêu, đến Philippines là đồng minh của Mỹ bây giờ cũng phát triển một cách y ảnh. Chênh lệch giàu nghèo rất lớn, cho dù tổng thu nhập quốc dân của Philippines hơn Việt Nam, nhưng tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo và sự lạc hậu của Philippines cũng không so với Việt Nam, bây giờ Việt Nam không còn hơn. Đấy, nói về tổng thể sự đồng đều. Rồi cuối cùng đến Ukraine chơi với Mỹ rồi cũng bị bóp chết, Iraq chơi với Mỹ rồi cũng bị bóp chết, Ai Cập, Libya, tất cả các nước chơi với Mỹ là đồng minh của Mỹ đều bị bóp chết. Nhưng tại sao chúng ta phải học cái bài học đó, lịch sử của Mỹ về gắn liền kinh tế phát triển, những thời kỳ phát triển rực rỡ nhất là gắn liền với chiến tranh. Đồng hương huyện với mình. À, những người gắn liền với chiến tranh. Đấy, những các cuộc chiến tranh của Mỹ khi gây ra đều kinh tế phát triển của Mỹ phát triển lên. Nước Mỹ nằm ở cái địa thế xa xôi, không bao giờ dính đến chiến tranh trực tiếp, nhưng nước Mỹ hưởng lợi từ chiến tranh rất lớn. Năm chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ cung cấp, tổng GDP của Mỹ cung cấp cho chiến tranh thế giới thứ hai thu nhập đến 40% tổng kinh tế của Mỹ. Đấy. Rồi tất cả cuộc tranh. Nhưng ngược lại, tại sao chúng ta, kể cả bây giờ chúng ta chơi với Mỹ, nhưng đừng bao giờ làm đồng minh của Mỹ. Đấy.
lịch sử đã nó gắn liền, các bạn biết những người nào chơi với Mỹ mà làm đồng minh, làm chư hầu của Mỹ đều bị bóp chết. Đấy. Vì sao nền kinh tế tư bản cốt lõi của vấn đề là thặng dư, cốt lõi của nền kinh tế tư bản là thặng dư chứ không phải cốt lõi của nền kinh tế tư bản. Bây giờ này, Dũng ơi, là cho mình phản biện cái câu này, chứ mình hỏi thôi, không phải phản biện. Ví dụ này, nếu mà bạn nói thế, ví dụ tôi là cái người ấy, tôi hỏi bạn, ví dụ như Nhật, Nam Triều Tiên là những nước đồng minh mà mình mới nói thẳng ra gần như là một nước chư hầu của Mỹ, tại sao người ta phát triển như thế, bạn giải thích. Thì anh em nói về Hàn Quốc, Hàn Quốc Nam Triều Tiên, Nam Triều Tiên nói về Hàn Quốc là nó có một cái đối trọng mà đến bây giờ giữa Hàn Quốc và Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên nó vẫn chưa xảy ra bên nào ngã ngũ, bên nào chiến thắng. Riêng cái bán đảo Triều Tiên nó vẫn giằng co giữa phe xã hội chủ nghĩa và Bắc Triều Tiên, và Mỹ là đồng minh của Hàn Quốc ở phía Nam Triều Tiên. Thế nên là nó vẫn chưa ngã ngũ hẳn như mình Việt Nam. Đấy, một khi nó đã chưa ngã ngũ thì vẫn còn có sự giằng co giữa hai bên. Đấy. Nên mà tất cả các nước phát triển cùng đồng minh của Mỹ thì có mà là Mỹ tập trung lợi dụng cái thị trường tiêu thụ của Mỹ, các nước chơi với Mỹ để xuất hàng hóa sang đó. Thế nhưng ngược lại người Mỹ cũng có lợi rất lớn, chứ không phải là không có lợi. Nên mà nếu thằng Hàn Quốc cứ ngả hẳn theo Mỹ đi, như Việt Nam Cộng Hòa thống nhất đi, liệu rằng cái đất nước Hàn Quốc có được như bây giờ không? Em khẳng định là chưa chắc. Đấy, ngay bản Nhật Bản đã bị Mỹ khống chế sau đại chiến thế giới thứ hai, không Mỹ khống chế, không cho phát triển quân sự. Đấy, chỉ cho phát triển kinh tế. Người Nhật trong thế giới, trong xã hội chúng ta cũng phải có người giỏi và người tài. Trên đất nước, trên thế giới này hơn gần 200 nước thì cũng có một số dân tộc người ta xuất chúng. Ví dụ như là người ta có một cái nền xuất chúng. Như ví dụ dân tộc Do Thái là một dân tộc có đầu óc xuất chúng. Người Nhật có một cái nền tảng kiến thức và cái từ thời Minh Trị, tức là trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thời Minh Trị người ta đã xây dựng được một cái nền tảng. Đấy, về kiến thức, về nhận thức, về văn hóa. Đấy, nhưng Việt Nam chúng ta nói thật sự giỏi nhưng mà chưa có nền tảng. Đấy, tất cả mọi thứ chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta còn nhiều cái cần phải thay đổi, nhưng chúng ta không thể được như người Hàn Quốc. Anh nếu anh Bằng đã từng tham hiểu những người là ở bên Hàn Quốc sau cái thời ông, tại sao là người Hàn Quốc có một cái tinh thần lao động để phát triển kinh tế cao, anh phải nhập lại cái thời ông Bắc Trung Hy, một nhà độc tài dựa trên nền tảng của chiến tranh Việt Nam để thu về 10 tỷ đô la để phát triển kinh tế. Thì ngược lại trong nước ông ấy cũng cực kỳ hà khắc. Những ai chống đối ông ấy về mặt phát triển kinh tế cái thời năm ông Bắc Trung Hy là ông ấy sẵn sàng tiêu diệt. Tôi đố các bạn trong cái thời kỳ phát triển ở Việt Nam, cái sự lộn xộn và ý thức của người dân Việt Nam, mỗi người một cách tính, mỗi người một kiểu, thử làm được một con đường từ Seoul xuống Busan như ông Bắc Trung Hy không? Không một người nào được lấy được vào đồng cống công nào. 170.000 người chỉ có đi lao động công ích để làm cái con đường đó. Nếu ở Việt Nam như thế mà theo cái tình trạng phát triển như thế thì liệu có yên ổn với người Việt hay không? Đó, chúng ta phải có mỗi một dân tộc nó có một cái nền tảng văn hóa, một cái nhận thức của con người nó khác nhau. Đấy, ông Bắc Trung Hy là một người độc tài, nhưng để nước Hàn Quốc có sự phát triển bây giờ thì phải có sự độc tài như ông Bắc Trung Hy. Thế nhưng người Việt Nam ta không có cái sự độc tài đó, không có ai lãnh đạo độc tài kiểu như thế. Mà theo cái tư tưởng của ông của Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo luôn luôn lấy dân làm chủ, không bao giờ làm quá tay được. Nhưng người ông Bắc Trung Hy ông ấy cực kỳ độc tài. Các bạn hãy đọc lại lịch sử của ông Bắc Trung Hy. Một là làm sao Hàn Quốc bây giờ phát triển có cái nền tảng 10 tỷ đô bán máu ở sang Việt Nam, cộng với cái chế độ độc tài của ông Bắc Trung Hy hà khắc cực kỳ từ năm 1960 đến năm 1973. Cực kỳ hà khắc, 13 năm của ông cực kỳ hà khắc. Sẵn sàng giết chết những ai phản bội, sẵn sàng bắn chết những ai phản bội. Nhưng cái mục tiêu chính của ông ấy không tư lợi cá nhân. Thế nhưng ông lại định quá độc tài. Đấy. Cái tốt của ông ấy là không tư lợi cá nhân, không làm giàu cho bản thân, nhưng dùng cái chính thức độc tài khắc nghiệt để phát triển kinh tế. Hai cái mệnh đề với Việt Nam cũng áp dụng. Nhà lãnh đạo Bắc Trung Hy đúng không? Quá độc tài. Vâng.
độc tài nhưng ngược lại ưu điểm. Theo anh nghĩ cái thời gian đó Park Sung Hee tức là chỉ muốn như thế để đất nước, tức là Hàn Quốc vươn lên thôi, đúng không? Đó đúng. Là cái cái chính sách của Park Sung Hee hồi bây giờ. Park Sung Hee như thế. Nhưng Việt Nam không có những người làm được đúng như rồi. Thế. Thì cái nhân bản của người Việt người ta không làm không được như thế. Làm, không thể làm. Không thể làm như thế. Đấy. Thế nên là hai một tức, chúng ta không thể so sánh được bất kể một cái chế độ nào cả. Ngược lại bây giờ đến cái thời kỳ phát triển kinh tế. Người nhưng mà chúng ta đang so sánh, nhiều người bây giờ đang so sánh với Mỹ và Việt Nam. Đấy, giữa cái luận điệu xuyên tạc ở bên nước ngoài và những cái luận điệu phản động ở trong nước đều so sánh sự phát triển giữa kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ. Cái đó là một vấn đề là không thể cho phép. Thế nhưng mà người ta vẫn so sánh vì nó quá lệch. Thế nhưng mà này, tôi chỉ nói nôm na nền kinh tế Mỹ phát triển 100 năm nay, từ năm 1900 đến bây giờ, những lúc phát triển cao nhất, có chỉ số tăng trưởng cao nhất đều gắn với tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới. Người Mỹ chỉ hưởng lợi 100%, người Mỹ không thiệt hại một tí nào. Năm 1000, chiến tranh thế giới thứ nhất, người Mỹ mất 400.000 người. Thế nhưng mà ngược lại, nền kinh tế thì Mỹ tăng trưởng gấp 3-4 lần so với trước chiến tranh thứ nhất. Đến chiến tranh nhân dân thứ hai, người Mỹ hưởng lợi tới 40% tăng trưởng kinh tế một năm. Tức là sản xuất toàn bộ nước Mỹ sản xuất 40% cho chiến tranh thế giới thứ hai. Rồi đến năm 1000 thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi chiến tranh Trung Đông xảy ra thì lúc đó cũng là nước Mỹ phát triển nhất. Chiến tranh Việt Nam là cũng là phát triển nhất. Rồi, bây giờ khi là mình cái mệnh đề đấy thì bây giờ mình hỏi Dũng Trần nữa. Dũng Trần một người theo mình nghĩ cũng rất là am hiểu về vấn đề chính trị và vấn đề về kinh tế. Thì bây giờ mình hỏi Dũng Trần như thế này: hiện nay ấy, Việt Nam quan hệ với tất cả các nước ở trên thế giới, thôi bây giờ mình chỉ nói những nước lớn thôi, mà chủ yếu là hai nước Trung Quốc và Mỹ, đúng không? Thì bây giờ cái đường lối của mình ấy, mình vừa quan hệ rất tốt với Mỹ vì quan hệ rất tốt với Trung Quốc, đúng không? Còn đằng sau cái chuyện đó là cái cây gậy và củ cà rốt mình không nói ở đây nhé. Thì bây giờ này, theo mà Dũng ấy, thì bây giờ này, tức là một số kẻ mà chống cộng cực đoan và cái bọn bao que nó cứ bảo là phải bài Trung Quốc đi để mà theo Mỹ đấy, chứ còn không phải là Việt Nam đi hay hàng như bây giờ. Thì theo quan điểm của Dũng là hiện nay Việt Nam quan hệ với Mỹ và Trung Quốc như thế nào là hợp lý nhất? Xin mời. Cuộc đời xã hội cũng vậy, con người cũng thế, anh Hoàng hiểu chưa? Một xã hội cũng thế, một đất nước cũng thế, mà một con người cũng thế. Mình phải biết mình là ai. Mình phải biết mình là ai. Đấy, theo câu hỏi của anh ấy là em trả lời là mình biết mình là ai. Việt Nam được cái địa lý chính trị, nó rơi vào ở cái vùng nõi của châu Á. Nó có một cái bờ biển rất dài và nó rơi vào vùng nõi của châu Á. Và ưu điểm nhất chúng ta là địa lý chúng ta nằm ở dọc 3.000 km bờ biển nhìn ra Biển Đông. Thế nhưng ngược lại là phía Tây chúng ta lại gắn liền với đất liền, gắn với lục địa, không như Philippines, Malaysia, Indonesia, là nó nằm ở những hòn đảo. Để phát triển kinh tế những cái nơi đó mà đồng đều rất là khó. Ba như Indonesia bây giờ có phát triển rất lớn. Đấy, hơn 200 triệu dân, thế nhưng mà Indonesia chỉ một số đảo lớn là phát triển thôi, còn những cái đảo rất là nghèo nàn lạc hậu, ngay Philippines cũng thế. Hoặc Malaysia mà đất nước nhỏ cũng chỉ tùy vùng thôi, rất khó phát triển. Thế nên cái địa lý của chúng ta là các nước lớn luôn luôn dòm ngó vì nó có cái lịch sử. Tại sao các nước phải tranh giành trên cái lãnh thổ Việt Nam nhiều thế? Là vì nó có địa lý chính trị. Một mặt nhìn ra biển, một mặt lại gắn liền với lục địa. Đấy, nó phát triển kinh tế rất dễ mà nó là cái nơi bàn đạp của tất cả các nước. Thế nên nó tranh giành. Thế nên là theo cái quan điểm của em như anh Bằng hỏi mà, chúng ta bây giờ biết mình là ai và lựa theo cái xu thế. Vì sao? Cái thế giới này không bao giờ công bằng cả. Cái thế giới này chưa bao giờ có sự công bằng. Đều là một trò chơi của các nước lớn. Thế nên chúng ta phải lựa mà chơi. Đấy. Mình biết mình là ai, lựa mà chơi. Đấy. Còn về quan điểm chính trị thì chúng ta cứ nói là đa đảng, đa nguyên. Tất cả những gì. Và hai nữa là một cái mệnh đề nữa là từ xưa đây các bạn chửi Việt Nam là cộng sản. Thế nhưng thực tế Việt Nam chưa phải là cộng sản. Đấy là cái mục tiêu của cả tư bản, của cả xã hội chủ nghĩa để tiến lên cộng sản. Chúng ta đã phải cộng sản đâu. Phải hiểu Marx biết ra cộng sản là gì. Là hưởng theo năng lực, làm theo năng lực hưởng nhu cầu. Chúng ta đã đạt được đâu mà chúng ta phải là cộng sản. Ngay tư bản cũng đang muốn như chế độ cộng sản.
còn chưa được. Còn ngược lại là người ta bảo là chế độ cộng sản Mác viết ra là thế này, hư vọng hư, không tưởng. Nhưng mà các bạn nhầm. Tôi nghĩ rằng là nếu lịch sử phát triển kinh tế rồi lịch sử phát triển nhân loại, cái gì cũng có thể tiến tới, cái gì cũng có thể xảy ra. Ngày xưa các bạn không bao giờ có mạng ngồi đây, nhưng tại sao con người nghĩ ra mạng? Ngày xưa tại sao ai nghĩ rằng là đi máy bay là giỏi lắm rồi, nhưng tại sao con người lên tận vũ trụ? Những cái gì có thể xảy ra. Nhưng ông Mác ông ấy giỏi là ông ấy viết ra một cái mệnh đề mà làm cho cả hai phía tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đều phải phấn đấu. Chúng ta chưa phải là cộng sản, chúng ta mới là xã hội chủ nghĩa chứ chưa phải là cộng sản chủ nghĩa. Cũng chưa phải xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? Cũng chưa đạt được cũng chưa đạt được xã hội chủ nghĩa. Chúng chưa đạt được xã hội chủ nghĩa, nhưng mà mọi người cứ quy chụp nước Việt Nam là cộng sản, Trung Quốc là cộng sản. Làm gì đã được như cộng sản? Đã được cộng sản thì chúng ta quá sung sướng. Công nhận không anh Bằng? Mệnh đề của cộng sản là không tưởng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thế nhưng mà trong thời đại kinh nghệ, công nghệ 4.0 rồi 5.0, 6.0 tiếp tục xảy ra. Đến lúc nào đó cộng sản cũng có, chế độ cộng sản có thể có thành hiện thực. Vì sao lúc đó máy móc có thể thay thế con người làm cho của cải vật chất. Đấy. Mà đáp ứng được đầy đủ cái năng lực, cái hưởng thụ của con người. Nhưng vẫn làm ra được của cải xã hội, máy móc sẽ làm ra của cải xã hội. Đấy. Để tạo ra cái nền vật chất cho xã hội. Thì có thể cộng sản chủ nghĩa hình thành được. Thế nên chúng ta đừng nghĩ rằng là Việt Nam trở thành cộng sản. Nên là còn đa nguyên đa đảng. Xã hội Mỹ cũng phải phát triển. Đến hơn 200 năm bây giờ với là trở thành một cái nước gọi là dân chủ. Các bạn có biết rằng năm 1920 phụ nữ Mỹ mới được đi bỏ phiếu. Đấy. Năm 1920 phụ nữ Mỹ mới được đi bỏ phiếu. Mà trong đó năm 1776 nước Mỹ đã độc lập, đã hình thành. Nhưng đến năm 1920 người Mỹ mới cho phép phụ nữ đi bỏ phiếu. Thế thì cái gì nó cũng phải phát triển từ từ. Đấy. Còn đa nguyên đa đảng hay là cạnh tranh nhau cái gì đó, quy luật của xã hội nó sẽ tất yếu, nó có thể nó sẽ đến và nó không bao giờ nó đến. Tự người dân nhận biết được nó. Thế nên là còn lại bây giờ mệnh đề chính hôm nay tôi nói anh tôi, chúng ta như anh Toàn mệnh cái này không phân tích nhiều. Anh Bằng lập những cái diễn đàn này là bẻ gãy những cái luận điệu xuyên tạc của bọn phản động, chê trách cái sự phát triển thực tại của người Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2018. 20 năm từ kinh tế từ GDP 98 đô mà đến 2350 đô. Lật lại tất cả lịch sử của 2000, bây hiện nay thu nhập 2400 đô. Không, thu nhập trung bình của người Việt Nam hiện nay là 2590 đô. Vâng. Thế thì lịch sử của kinh tế Việt Nam là năm 1997 mà 98 đô. Còn lúc đó còn thua Lào, thua Campuchia, mới bằng nửa Lào, nửa Campuchia. Campuchia 191 đô, Lào 186 đô, mà Việt Nam có 98 đô. Thế nhưng ngược lại trong cái Philippines hồi đó là gấp 3,5 lần Việt Nam, Malaysia gấp 4 lần Việt Nam. Nhưng đến bây giờ chúng ta tiến dần. Thì chúng ta phải nghĩ rằng cái lãnh đạo của đất nước rất tốt, cộng với người sự nỗ lực của tất cả mọi người dân. Bây giờ tôi cho các bạn đặt một câu hỏi. Các bạn đưa ra tất cả các chỉ số kinh tế phát triển trong 20 năm ở một đất nước nào. Thử so sánh sự phát triển giữa Việt Nam, Trung Quốc với các nước không phải có chế độ chính trị như Trung Quốc và Việt Nam mà có sự phát triển tương đồng như Việt Nam về chỉ số phát triển. Chứ tôi nói được, tôi không thể nói quy mô kinh tế. Quy mô kinh tế chúng ta vẫn còn nhỏ. Tốc độ phát triển. Nhưng chúng ta chỉ nói về sự phát triển. Nước nào hơn, tôi sẵn sàng làm con cho các bạn. Đấy, giữa Trung Quốc, Việt Nam so sánh với các nước tư bản chủ nghĩa có chỉ số phát triển đều đặn như thế trong từ năm 1997 đến năm 2019. Nếu có chỉ số phát triển cao hơn, tôi hoàn toàn làm con, làm cháu các bạn. Đấy, năm nay tôi hơn 50 tuổi rồi. Đấy, thế nên là chúng ta không thể phủ nhận cái sự phát triển đó. Còn hiện tại, chúng ta phải ghi nhận lãnh đạo của Đảng, của nhà nước và đường lối kinh tế chính trị của nhà nước ổn định, lâu dài. Ít nhất đã độc lập được 44 năm. Đấy. Còn người Mỹ muốn phát triển kinh tế, anh Bằng ạ, nói về vấn đề chiến tranh thương mại của Mỹ, bây giờ là Mỹ đang hụt hơi. Sợ Trung Quốc, đúng như anh nói, vươn lên. Mà chắc chắn nếu Mỹ không làm, ông Trung làm thì chắc chắn Trung Quốc sẽ vượt lên. Vì sao?
đức tính của người Trung Quốc cũng như người Việt Nam, chịu khó chịu khổ đấy, chấp nhận những cái gì mà mình có, từ xưa nay không được nuôi dưỡng như người Mỹ ăn không ngồi rồi cũng rất nhiều, nghĩa là sao đảm bảo cuộc sống không người ta đi đấu tranh, nhưng người Trung Quốc và người Việt Nam là tự làm tự ăn, thế thì Mỹ sẽ lung lay đấy. Cái thứ hai nữa, nên là bây giờ Mỹ làm mọi chiêu trò, nhưng cái thứ hai nữa là theo dự đoán của bản thân tôi nhá, nước Mỹ dùng các biện pháp về chính trị, về kinh tế mà diệt Trung Quốc ấy mà không thành ấy mà. Rồi nước Mỹ theo một cái lối mòn lịch sử, rồi các bạn sẽ thấy, sẽ chuẩn bị sắp xếp ở một vùng nào đó trên thế giới xảy ra một cuộc chiến tranh về quân sự. Vì theo quy luật phát triển của người Mỹ, lịch sử kinh tế Mỹ hơn 100 năm nay, cứ khi nào có chiến tranh mà Mỹ dính vào ở ngoài nước Mỹ là kinh tế Mỹ phát triển. Cho các bạn lục lại trên Google, chỉ số phát triển cao nhất của Mỹ những thời kỳ nào đều gắn liền với các cuộc chiến tranh. Thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, chiến tranh Trung Đông, chiến tranh Việt Nam. Năm 1960 đến năm 1973, kinh tế Mỹ phát triển 5.5% tốc độ khi có cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Anh bạn phải nhớ như thế. 5.5%. Nước Mỹ đổ tiền sang bên Việt Nam rất nhiều, sang bên Hàn Quốc, ra Nam Triều Tiên rất nhiều. Người Mỹ sản xuất hàng hóa cho hai nước, người Mỹ sản xuất vũ khí cho hai nước. Trong hai cuộc chiến tranh đó, kinh tế Mỹ phát triển. Đến năm 90, khi xảy ra chiến tranh Iraq, thì kinh tế Mỹ cũng phát triển vượt bậc trong cái thời kỳ đó. Nhưng khi dừng chiến tranh đó, 1-2 năm sau, người Mỹ lại lụi tàn về phát triển kinh tế. Thế nên là người Mỹ, ông Trump, ông là một người kinh doanh. Ông ấy nhìn nhận được vấn đề, ông ấy sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Thế nhưng nếu khi đã không ngăn cản được kinh tế rồi, sẽ có cuộc chiến tranh xảy ra. Tôi dám khẳng định điều đó. Nếu không phát triển, không ngăn chặn được Trung Quốc về phát triển kinh tế, người Mỹ sẽ gây chiến ở một nơi nào đó để cho thế giới loạn lên. Đó là cái đặc tính phát triển kinh tế của Mỹ. Tôi chỉ xin phép anh nói đến thế thôi. Rồi. Đấy. Okay. Xin chào các bạn. Rồi, xin chào Dũng Trần. Hiện nay xin hỏi chuyện riêng đấy. Hiện nay Dũng Trần đang ở quê hay ở Hà Nội hay ở đó? Em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn nữa. Trời ơi. Hình như anh em mình đã gặp nhau ở trên cái hội đồng hương đúng không? Chưa. Không ạ. Em không tham gia anh ấy. Em chưa tham gia bao giờ. Rồi. À. Lúc nào Hải Anh mình gặp nhau tí. Hải Anh ngày xưa Hải Dũng gần nhau lúc nào mà lên cái khu vực mà chợ dân sinh ấy. Alo cho anh. Anh ở chợ dân sinh à? Đúng rồi. Rồi. Khu chợ dân sinh. Rồi ok. Tôi xin rất cảm ơn Dũng Trần và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình mình. Thì bây giờ 12 rưỡi rồi, cũng hơi đói bụng rồi. Xin chào tất cả bạn. Nếu mà điều kiện cho phép thì tối nay tôi có khả năng tôi mở cái diễn đàn. Vâng. Có khả năng thôi. Vâng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ.